Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Truyện Kiếm Hiệp. Vâng thưa quý vị và các bạn, trong chương trình đọc truyện ngày hôm nay, kênh Truyện Kiếm Hiệp sẽ tiếp tục gửi tới quý vị và các bạn tiểu thuyết Thanh Đàm Tẩy Cổ Lục, tác giả Huyết Danh. Phần thứ 5, hồi thứ 13, Bích Mục Ma Chỉ. Nam Hồng nhìn hai tên này một lúc rồi nói với Ngọc Tiêu Tiên Tử: bạch cô nương hai tên này tình trạng giống hệt nhau thiết tưởng rằng chúng bị trúng độc rồi lúc ấy tiếng thanh la vang lên có người cao giọng nói bảo chủ quang lâm hưng an ma quân chậm rãi bước lên đài thiếu bảo chủ ô anh vẫn đi sau lão đến giữa đài hưng an ma quân nhìn đám quần hùng mỉm cười hỏi chư vị đồng đạo tối qua có được an giấc không một số tiếng trả lời có trong đám đông lão bảo chủ cười nói thêm tệ bảo nằm ở nơi biên thủy không thể sánh được với những trấn lớn có gì thiếu sót mong chư vị lượng thứ cho nói xong nó quét mắt nhìn khắp lượt rồi ngưng mục lại ở bích kim trong bọn hắc y hộ pháp nghiêm giọng hỏi có người bỏ đi ư bích kim vội vàng đứng dậy bẩm tối qua có một bộ phận đạo hữu đã rời bảo đi rồi chợt vang lên mấy tiếng xỉ mũi làm cả đại sảnh đều quay nhìn Nam Hồng nhận ra hành động vừa rồi là của Phong Trần Tam Hữu. Chắc tối qua họ không ngủ được nên bây giờ mới có phản ứng như thế. Cổ Mộc Đại Sư đứng lên hai tay hợp thập nói. Bảo chủ chúng ta đến đây để tế Thái Thượng Thần Quân. Có thể kéo bức chướng lên cho chúng ta nhìn quý thể của vị tiền bối võ lâm. Sau này còn trở về báo lại với đồng môn. Hưng An Ma Quân vuốt râu cười nói. Hả hả. À, đương nhiên là có thể chứ, Tuy nhiên cuộc đại tế còn chưa bắt đầu Nếu vọng động nhiều sẽ làm ảnh hưởng đến dĩ thể Xin đại sư và chư vị kiên nhẫn chờ thêm một ngày Cổ mộc đại sư còn định nói nữa Xong chợt thấy song kiếm khách ngô cao Đứng bên đại cởi hô hố một chàng nói Ha 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 Tên lừa chọc cổ mộc kia Thái thượng thần quân là nhân vật thế nào Há để cho hạng ngươi được thấy Nếu có điều không phục thì cứ việc ra đây Cổ mộc đại sư tuy bị xúc phạm nhưng vô cùng trấn tĩnh Chỉ thấp giọng niệm Phật hiệu rồi ngồi xuống Ngô Cao vẫn không chịu bỏ qua trừng mắt quát lên Tên cậu tăng ở thiếu lâm kia Ngươi sợ ư Cả quần hồng thất kinh Lăng mạ đến nước ấy thì ai còn chịu được Ai cũng nghĩ rằng hắn đã hết số rồi Nhưng cổ mộc đại sư vẫn ngồi yên Chợt vị lôi hòa thượng đứng bật dậy hét lớn Cậu tặc Thứ cỏ rác như ngươi mà dám nhục mạ bậc tôn trưởng của thiếu lâm sao? Song kiếm khách ngô cao cởi hô hố, rồi rút đôi song kiếm ra sấn sổ xông tới trước mặt lôi tăng. Chợt thấy bốn tên đại hán bận khinh trang nhảy ra chặn ngô cao lại chỉ tay vào mặt hắn quát, đứng lại. Ngô cao vẫn chưa chịu dừng, bốn tên hán tử lùi lại một bước cùng đánh ra một trưởng vừa nói. Tiểu cẩu ta bảo đứng lại. Ngô cao bị bước thoái đến bước dài, một lão hắc y hộ pháp phải xuất chỉ điểm vào lưng hắn một cái mới đứng vững lại ngô cao hết nhìn bốn tên hán tử lại nhìn vào lão hắc y hộ pháp bàng hoàng hỏi các ngươi các ngươi cũng thuộc cẩu đảng của thiếu lâm ư một trong bốn tên hán tử cười to đưa ra một chiếc hổ đầu kim câu nói tiểu cẩu ngươi ăn phải vong hồn giật nên óc não nhũn đi rồi đến cả ngang hiệp ngũ ra ngươi cũng không nhớ ta hỏi ngươi hắc phán quan đâu Xong kiếm khách ngô cao nhau mắt nói Hắn xuống tới diêm la điện rồi Rồi quay sang lôi tăng trưởng mắt nói thêm Ra ngoài này Lôi tăng hờ một tiếng theo hắn ra khỏi đại sảnh Hổ đầu kim câu và ba tên hắn tử đồng bọn cũng bước theo ra Hưng an ma quân lắc đầu thở dài Tuổi trẻ thật đa sợ Nói xong quay lại bấy giờ bốn tên hắc y hộ pháp bối phận chữ bích là kim mộc thủy hỏa cùng bốn tên hán tử bận tăng phục cũng hối hả ra khỏi sảnh rồi hưng an ma quân nhìn theo nhưng không có biểu lộ gì thanh na điểm ba tiếng buổi lễ bắt đầu ba tên tiểu đồng bận áo tang tay cầm bó nhang to bước lên đài sau khi cúi xuống nảy chín cái xong đứng dậy cắm vào lư hương đặt trên hương án lam hồng nói với ngọc tiêu tiên tử bạch cô nương ta ra ngoài xem một chút rồi sẽ vào ngay ngọc tiêu thiên tử ngạc nhiên định can trạng lại thì lam hồng đã đứng dậy mất rồi trước mặt đám đông nàng không dám biểu lộ nỗi lo no lắng của mình chỉ đưa mắt nhìn theo bóng chàng đi ra khỏi đại sảnh trong lòng cảm thấy bất an lam hồng ra khỏi sảnh rồi gặp hai tên hán tử giữa đường trừng mắt sừng sộ trong sảnh cuộc tế đã bắt đầu xong ngươi còn bỏ đi lam hồng buông thõng mấy tiếng đi tiểu tiện một tên hắc y đưa tay chỉ lam hồng nói Điền dẫn đường giúp Tên đại hán chính đang muốn như vậy Nên vui vẻ nhận lời Ra qua một góc phòng Lam Hồng nhìn quanh không thấy người nào Liền dừng lại xuất thủ rất nhanh điểm Vào huyệt đạo tên đại hán Rồi nhún mình nhảy vào trong phòng Chợt nghe phập một tiếng Lam Hồng nhìn xuống thấy một mũi ám khí Trúng vào tử huyệt tên đại hán Chàng giật mạnh mũi ám khí Nằm máu phọt ra tên đại hán chết ngay Lam Hồng thất kinh liền đặt tên đại hán xuống nhảy phát ra ngoài nhưng mới đi được vài bước chợt có một lão nhân người sặc mùi rượu đâm sầm vào người chàng lão sông đến với tốc độ rất nhanh lam hồng vừa kịp nhảy tránh sang bên thì chỉ phong đã điểm tới kỳ môn huyệt lam hồng kính hãy tránh sang trái một bước thì lão nhân kia đang ngang qua mặt chàng theo bản năng thi triển cầm lá thủ pháp của phật môn hữu thủ nhanh như chớp đã chụp cứng cổ tay của lão nhân chàng bóp mạnh một cái vầng trán tái xanh của đối phương toát mồ hôi đôi tròng mắt chảy lệ lèm nhèm nam hồng là người hiệp nghĩa thấy lão nhân khổ sợ như vậy không nhịn được buông tay ra nói đi nhanh lên không ngờ lão nhân xòe tay ra chọc thẳng vào đôi mắt nam hồng chàng tuy bị bất ngờ nhưng cũng kịp phản ứng một tay gạt nên tay kia xuất một chiêu ngoại thiên phát vân đánh thẳng vào ngực lão nhân lão nhân chỉ kịp thoái lui một bước cảm thấy một luồng nhiệt khí đánh ập vào người còn chưa đứng vững thì Lam Hồng đã lao sang xuất tiếp một chiêu ngoại thiên phát phân nữa, làm não ngã đập đầu xuống đất, từ miệng máu tươi chảy ra ổng ọc chết ngay. Lam Hồng xách đối phương lên ném vào gian phòng trống lúc trước, chỉ trong chốc lát chẳng đã giết chết hai người nên không dám chần chừ hướng ra bảo môn phóng đi. Ở bảo môn có hai tên hồng y võ sĩ cầm giáo đứng canh, nhưng lại nhìn chăm chú ra ngoài sông Hắc Long Giang, tên đứng bên tả nói rằng, Long trảo thổ Ngươi thấy bích mục ma chỉ lợi hại thế nào rồi chứ? tên kia gật đầu. Bọn tử tù bị chết bởi bích mục ma chỉ nghe nói không đau đớn gì cả. Lâm Hồng lao nhanh tới xuất thủ điểm vật tử huyệt tên Long Trảo Thổ làm hắn cứng đưa người. tên kia vẫn không rời mắt khỏi dòng sông không hay biết gì biến cố đang diễn ra kêu lên. Long Trảo Thổ mau xem kìa. Hắn chưa kịp nói xong câu thì cũng bị Lâm Hồng điểm vật tử huyệt. Chỉ trong chốc lát cả hai tên Hồng Y võ sĩ theo nhau về địa phổ không kịp kêu một tiếng. Lam Hồng đưa mắt nhìn về phía sông Hắc Long Giang như vì xa quá. Chỉ thấy trên mặt sông có mấy bóng người mà không rõ họ đang làm gì. Lam Hồng ngẫm nghĩ một lát rồi nao mình về hướng đó. Đến gần chàng trông thấy có bốn tên hán tử bận áo xanh đứng trên lớp băng dày giữa sông. Tay cầm kiếm sáng lóa, trước mặt mỗi tên đều có một đại hán đang quỷ. Lam Hồng nhìn kỹ lại thấy những người đang quỳ chính là bốn tên trong ngang hiệp ngũ hung Chỉ thiếu có hắc phán quan Không ngờ bốn tên hung tàn trong làng hắc đạo này bây giờ lại thê thảm như gà bị trói vậy Cách đó một trưởng có một não nhân vận hồng y đang gọi tay múa máy loạn xạ Miệng cởi như điên dại trước mặt não này còn có bốn tên hắc y hộ pháp Lam Hồng nhận ra não đang ngồi là hồng phát não quái Lão cười to nói Ha 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 nếu không chịu nghe lời thì chớ trách hưng an bảo chúng ta chém tận sát tuyệt hãy biết rằng hôm nay não phu phá lệ khai ân nếu không nói thế đó bích kim chen lời ngang hiệp ngũ hung đều thuộc tử đảng của thông lĩnh khô tẩu giữ lại làm gì hồng phát nó quái cười hăng hắc nói đã là đồng đảng với thông lĩnh khô tẩu thì phải giết chữ giết vừa thốt xong thì bốn tên hắn tử áo xám đã vung kiếm đầu bốn tên trong ngang hiệp ngũ hung rơi lộp bộp xuống mặt tuyết Bốn vải máu phun thẳng lên trời rồi chảy xuống mặt tuyết trắng tạo thành màu sắc tương phản nhìn rất khủng khiếp. Bốn thiên đao phổ thủ dùng chân đá mấy tử thi vào đầu lâu xuống một hố tuyết đã đảo sẵn. Chỉ chốc lát đã xóa đi dấu vết của một cuộc sát nhân rộng rận. Hồng phát náo quái cười độc địa. Ha ha ha. Bích Kim ngươi thử tính xem. Dưới cái mồ không đáy này còn nhận thêm bao nhiêu tử thi nữa. Bích Kim cười đáp từ ngày qua đến nay đã có 109 người rồi. Hồng phát nó quái cười man dở. Tốt lắm thôi các ngươi về đại sảnh đi. Lam Hồng đứng trên bờ chứng kiến cảnh tượng thảm khốc vừa diễn ra. Tim chàng bỗng đập mạnh hồi lâu vẫn chưa chấn tĩnh lại được. Phút chốc bốn áo hoặc y hộ pháp cùng bốn tên thủ hạ chạy nhanh trở về bảo. Lam Hồng sợ để lộ hành tích nên thi triển đạt ma bộ tránh sang đường khác lao về đại sảnh trước. Ngọc Tiêu Tiên Tử rất sốt ruột lo no nắng cho Lam Hồng. Thấy chàng trở về bình yên thì vui mừng khôn xiết Chờ chàng an tỏa rồi nàng cười hỏi Lam tướng công bên ngoài có gì đặc biệt không? Lam hồng đáp Bên ngoài bọn thủ hạ của Hưng An Bảo Đang dùng ngoại công bích mục ma chỉ giết người Ngọc Tiêu Tiên Tử run giọng hỏi Thật ư ừ. Lam Hồng thấp giọng nói Cuộc võ lâm đại tiến lần này đúng là một cảm bẫy Từ bây giờ cô nương phải hết sức cẩn thận mới được Ngọc Tiêu Thiên Tử cảm thấy trong lòng trào dâng một cảm giác ngọt ngào dễ chịu nhìn Nam Hồng đắm đuối. Tuy nhiên với võ công cao cường nàng cũng phát hiện thấy có một mùi vị gì đặc biệt nên nói. Lam tướng công có mùi gì tướng công có nhận ra không? Chẳng lẽ người của Hưng An bảo tán độc. Lam Hồng cũng đã nhận thấy có mùi khang khắc, nhìn ra xung quanh nhưng không phát hiện được gì. Đám quần hồng vẫn như thường không có vẻ gì là chúng độc cả. Điều đó càng làm cho chẳng khó hiểu. Cuối cùng mới phát giác rằng mùi khăm khẳm chính là phát ra từ cơ thể của lôi tăng ngồi ở phía sau. Ngọc Tiêu Tiên Tử quay lại hỏi, tiền bối mang trong túi vật gì có mùi khó chịu phải không? Lôi tăng gái đầu luống cuống nói, à thôi ta đi, ta đi đây, đêm nay vào canh ba sẽ. Nhưng não còn chưa kịp nói hết đã phát hiện thấy trên đài có người chú ý đến mình. Liền vội vàng nhổm đít ngồi dậy rồi ngoắc tay cho hai người thôi đạo và chọc cái cùng ra khỏi đại sảnh. Lam Hồng nhìn theo ba quái nhân rồi thấp giọng nói với Ngọc Tiêu Tiên Tử. Xem ra ba người này đang có tính toán gì, chỉ sợ canh ba đêm nay sẽ phát sinh sự cố gì chăng? Ngọc Tiêu Tiên Tử đồng tình, rất có thể. Tốt nhất chúng ta nên sớm rời khỏi hưng an bảo này. Lam Hồng lắc đầu nói, không được. Tại hạ còn phải dò tìm xem cho rõ chuyện thái thượng thần quân xong rồi mới đi được. Trong ngày hôm đó có đến mười mấy người bị lãnh diện công tử và song kiếm khách ngô cao khích đấu ra khỏi đại sảnh. Tất cả đều làm mồi cho cá không một ai trở lại. Sự thật của câu chuyện thế nào ngoài Nam Hồng biết được ít nhiều. Còn chưa ai nghi ngờ đến cả âm mưu khủng khiếp của Hưng An Bảo. Tiên Hoàng Y Thiêm Niên cùng đi với Ngô Cao phát hiện thiết đồng bọn của mình trở nên khắc hẳn. Mấy lần thì ý nhưng Ngô Cao cứ lỡ đi. Cuối cùng không biết làm thế nào đánh lắc đầu thở dài đêm đó lam hồng và ngọc tiêu tiên tử dự đoán rằng sẽ phát sinh sự cố nên không ai dám chậm mắt Trồng canh ba bóng nghe trong hậu viện vang lên tiếng chân bước lam hồng bật dậy ngay đến bên cửa sổ nhìn ra ngoài và giật mình kinh hãi trong sân xuất hiện một lão hắc y hộ pháp và một tên hán tử vận đổ sắm hai đôi mắt phát ra ánh sáng màu ngọc bích như những đốm ma chơi chiếu loang loáng vào các dãy phòng một nát hai tên đến trước cửa phòng đầu cùng lấy ngón tay gõ vào cửa ba tiếng một hán tử từ trong phòng mở cửa hỏi Ai đó Ánh bích quang lóe lên Người vừa mở cửa phòng lập tức đứng ngây người bất động Lão hộ pháp gõ cửa phòng thứ hai Bất ngờ từ trong phòng một mũi đao phóng ra Biến cố chỉ xảy ra trong khoảnh khắc Lão hộ pháp kinh hãi lùi lại Tên áo xám sau lưng lão vung kiếm phất ngang làm mũi đao rơi xuống Hắc y hộ pháp nhằm cửa phòng đánh vào một trưởng ngay lúc đó từ trong phòng một lão nhân nhỏ thó bước ra hấp hái mắt rồi chợt đứng im như pho tượng. Hắc y lão nhân có thêm ba phòng nữa biến cố xảy ra hoàn toàn giống như trường hợp vừa rồi. Tiếp đến là phòng của Ngọc Tiêu Tiên Tử. Hai luồng ánh sáng xanh biết chiếu thẳng vào gian phòng của Ngọc Tiêu Tiên Tử. Đạo Bích Quang vừa lóe lên bỗng nghe veo một tiếng. Lão Hắc y hộ pháp ngã nghiêng ra ngoài. Ngọc Tiêu Tiên Tử hiện ra ở cửa phòng trong tay cầm một chiếc truy hồn kim thoa. Lúc đó Lam Hồng đã chuẩn bị sẵn chờ ứng phó nếu Ngọc Tiêu tiên tử gặp bất chắc. Chàng đang đứng dán mắt vào cánh cửa thì trông thấy lão hộ pháp bị ngã, trong lòng rất phấn khích pha lẫn ngạc nhiên. Lão hộ pháp bị một đóa truy hồn kim thoa cắm vào ngực ngã xuống trước phòng. Thấy Ngọc Tiêu tiên tử lại xuất hiện, lão có hết sức bình sinh nhổm dậy nhún mình đằng vân nhảy vút lên. Thoạn tay nhỏ chiếc kim thoa đi rồi lao mình ra khỏi hậu viện mất hút trong bóng đêm năm người bị chúng độc và một tên hán tử vận đồ xám cũng theo hướng nó hộ pháp trốn chạy mà phóng mình theo ngọc tiêu tiên tử chợt thấy lam hồng đứng trước phòng mình vui mừng reo lên rồi nói lam tướng công thật dễ sợ ở đây nguy hiểm quá chúng ta đi ra ngoài xem sao lam hồng lắc đầu trầm ngâm nói bạch cô ngưng. hưng an bảo cao thủ như mây bên ngoài chỗ nào cũng có thể gặp bất chắc trước tiên chúng ta phải lo giữ mình đã và muốn được an toàn thì cứ ở lại phòng mình những chuyện khác đến mai sẽ tính Ngọc Tiêu Tiên Tử cảm thấy Nam Hồng giải quyết sự việc hai ngày qua đều đáng tin tưởng liền không phản đối gì chỉ nói Đến mai sẽ gặp nhau Rồi lui vào trong phòng Nam Hồng đứng thêm một lúc nữa rồi nhảy thoát lên mái nhà Đêm vô cùng yên tĩnh không có lấy một tiếng động nhỏ Trên mặt đất chỉ một màu tuyết trắng Gió đêm thổi lạnh buốt Trên một vài tòa cô lâu những chiếc đèn nồng tỏa ra một thứ ánh sáng ảm đạm từ cửa sổ một tòa lầu cao có ánh sáng phát ra. Xa xa thấy nhân ảnh màu hồng thấp thoáng. Lại còn mấy bóng đen hướng về tòa lầu đó không phát ra một tiếng động. Lam Hồng biết đang có chuyện không bình thường nên cũng tiếp cận vào ngôi lầu. Chàng ngẩng mặt nhìn lên, thấy căn phòng có phát ra ánh sáng cao tới mười mấy trận. Tòa lầu thẳng đứng không một chỗ bám chân. Mấy bóng đen phía trước nhanh chóng ẩn mình vào những vị trí tối tăm quanh ngôi lầu. Đột nhiên có âm thanh rất nhỏ thiếu bảo chủ ngôi lầu này cao quá e không nhảy lên tới rõ ràng là giọng nói của âm dương thư sinh hiển nhiên hắn đang nói với hắc đầu thái tuế rồi tất nhiên chúng không ngoài mục đích do thám ngôi lầu này hắc đầu thái tuế nói phụ thân ta nói nếu đêm nay không đoạt được cô lâu tảng bí đồ thì sau này không còn cơ may nào nữa hai người đang nói thì có một bóng người lao vút lên nóc lầu hắc đầu thái tuế khẽ kêu lên hỏng có người lên lầu trước mất rồi đột nhiên từ trên đầu vang lên tiếng cười lạnh lạnh sau đó là ánh ngân quang lấp lánh rồi tiếng la thảm một người rơi từ độ cao mười trượng thẳng đứng xuống mặt tuyết lam hồng nhìn hình người nằm bất động nhận ra một lao nhân được bố trí ở không xa căn phòng của chàng tiếng âm dương thư sinh trên đó đã có phòng bể không lên được đâu hắc đầu thái tuế suốt ruột hỏi làm thế nào bây giờ chúng ta vòng ra hậu viện rồi tìm cơ hội lẻn vào hai người liền đi về phía sau lầu họ vừa đi chốc lát thì lại có người lao vuốt lên nóc lầu nhìn thân pháp của người này lam hồng kinh ngạc không biết ngần nào chẳng thẩm nghĩ trong bảo còn có cao thủ nào đến mức độ đó người này vừa phi thân nhân ảnh màu hồng rồi tiếng người nói độc kiếm khách ngươi thừa cơ lẻn lên được đây thì cứ vào đi bảo chủ mời ngươi đó lam hồng nhận ra thanh âm của hồng phát lão quái người được gọi là độc kiếm khách nói hồng phát não quái các ngươi dở trò ma mãnh thế là đủ rồi nếu không chia cho chúng ta một phần thì đừng trách chúng ta sẽ loan tin ra khắp giang hồ hồng phát não quái cười giả hoạt thì cứ xuống đây nói chuyện đã lam hồng thừa lúc hai người nói chuyện nhún chân nao vút lên bám vào một góc cửa sổ ghé mắt nhìn vào bên trong trong phòng lầu hưng an ma quân ngồi bên ngọn đèn đang xem một bức họa đỏ Nam Hồng nhận định rằng đây hẳn là bức họa đồ bị người cướp đi trong cổ miếu dạo trước hay còn gọi là cô lâu tàng bí đỏ. Bảo vật mà khắp giang hồ mong ước ấy quả nhiên đang nằm trong tay hưng an ma quân. Thiếu bảo chủ ô anh cũng ở trong phòng hắn nhấp nhổm không yên chứng tỏ đang rất sốt ruột hồi lâu mới hỏi phổ thân có tìm ra được chỗ tàng giấu không? Hưng an ma quân chậm mặt nói chưa tìm được phần của thái thượng thần quân thì làm sao lần ra chỗ nào chứ? Ô anh lại hỏi, không phải Hoàng Sơn quái khách đã đem theo người đến cổ Nguyệt Cư rồi sao? Đột nhiên ngọn đèn tắt phột, Hưng An Ma Quân không biết đã biến đi đâu mất rồi. Nam Hồng liền bật người một cái đã có mặt trên nóc lầu, không thể đọc kiếm khách ở nóc lầu nữa. Tuyết trên mái rất trơn và lạnh. Đột nhiên Nam Hồng nghe tiếng nói, xuống đi trên đó gió to sợ bị cảm lạnh đấy. Người nói không phải ai trong số ba nhân vật của Hưng An Bảo vừa có mặt trong phòng được vì họ đã đi hết sau khi hưng an ma quân rời khỏi đó nhưng đó là ai vậy trước khi xác định rõ người đó lam hồng không thể khinh suất mà nhảy xuống phòng được liền cao giọng nói tài hạ không dễ bị khích đâu nếu có can đảm thì các hạ cứ việc lên đây giọng người trong lâu phòng nếu đã sợ thì hãy nhanh đi khỏi đây ngay cả tòa lâu tối om không còn tia sáng nào bốn bề tĩnh nặng có lẽ người vừa nói cũng đã đi mất rồi Lam Hồng bốc một nắm tuyết cúi xuống ném vào cửa sổ nơi chàng vừa nấp. Những cục tuyết không phải nhỏ mà lực ném của Lam Hồng cũng khá mạnh. Vậy mà tỉnh không phát ra một âm thanh nào như vậy không lạ lùng sao? Lam Hồng cười hô hô nói, bắt giỏi lắm. Chàng nói thế có làm cho người kia nếu còn trong đó thì lộ diện. Không ngờ lại không có ai trả lời chàng cả. Lam Hồng lại bốc một nắm tuyết lớn dùng thủ pháp mãn thiên hoa vũ lại tông vào phòng. Tiếp đó chàng vận bồ đề cương khí đẩy mạnh Thế nhưng trong phòng vẫn không thấy động tĩnh Lam Hồng kinh hãi thầm nhổ Mình vừa vận kinh lực đẩy vào phải tới trăm cân Đồng thời mãn thiên hoa vũ làm tuyết tản là có tới mấy trận Thì làm sao đối phương bắt được hết một lúc mà không phát ra một âm thanh nào Lam Hồng đang trầm tư mặc tưởng thì sau lưng có tiếng ho khan Rồi chàng cảm thấy vai mình bị đánh một trận Đến ngay cả Lam Hồng mà không phát hiện được ra đối phương đến sát mình lúc nào thì có thể nói khinh công của người đó không tưởng tượng nổi lam hồng nhảy lùi lại mấy trận người kia cậy hô hô nói hả 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 ta đã đến đây sao ngươi lại định bỏ đi lam hồng thấy vai mình nóng gian đồng thời có một áp lực rất mạnh thâm nhập vào nội tạng chàng kinh hoàng vội vàng phong bế các khuyệt đạo tay cầm một nắm thiên linh ngân châm rồi lùi lại một trận nữa vung tay mạnh phóng ám khí ra ánh ngân quang loang loáng bao trùm mái lầu người kia phất tay lập tức nổi lên một trận cuồng phong quét rụng tất cả những mũi ngân châm xuống mặt ngói người đó cười ha hạ nói ha 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 người thấy trùy tâm nhiệt độc dễ chịu chứ lam hồng phát no nhưng cố lấy giọng bình thản nói chỉ nóng xoàng một chút có gì đáng ngại đâu nói xong chàng ngồi xuống vận bồ đề huyền công vận khí điều tức định dùng bồ đề cương khí bức trùy tâm nhiệt độc của đối phương ra khỏi cơ thể Người kia thấy vậy cười hăng hắc một chàng giải nói. ha 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 Nếu nghe lời ta thì sẽ có ngay giải giật. Lâm Hồng không để ý đến đối phương vẫn tiếp tục tính tỏa. Người kia mở to đôi mắt cú nhìn Lâm Hồng đều tức. Chẳng như y rất tin tưởng vào hiệu quả trùy tâm nhật độc của mình. Bồ đề huyền công là thần công của Phật gia. Dần dần dòng nhật lưu bị bức xuất ra ngoài. Người kia càng xem càng thấy kinh tâm. Đột nhiên sắt cơ chặt hiện lên hắn hở một tiếng rồi vung trưởng nhằm thiên linh cái lam hồng bổ xuống trưởng kênh sắp ập xuống đầu chàng thì bỗng đâu có một luồng kình khí tạt đến hai luồng kình phong chạm nhau phát ra một âm hưởng rất lớn người kia lảo đảo lùi lại hai bước vang lên tiếng cười hô hô và giọng nói lạnh đanh ha ha à, ha à, ai dám hạ độc thủ ở đây thế người kia trầm giọng đáp nhị long vương Lam Hồng nghe tiếng nổ đã mở bừng mắt ra lập tức hiểu được tình thế của mình. Bấy giờ nghe xong phương trao đổi chàng đưa mắt quan sát. Thấy người vừa cứu mình là vị cổ mộc đại sư ở Thiếu Lâm. Chàng liền đứng dậy đi đến bên cạnh đại sư. Cổ mộc đại sư khoát tay nói. Nhị Long Vương ta đưa người này đi đây. Nhị Long Vương không biết làm sao hơn đành hậm hực nói. Trước rằng ta không xuất trận sớm hơn để kết thúc hắn. Cổ mộc đại sư bảo Lam Hồng. Đi thôi hai người này phi thân xuống lầu đột nhiên vang lên một tiếng chuông rồi từ trên lầu một đạo kình phong thế vạn cân ép tới đồng thời một đạo bạch quang bao trùm cả khu vực hạ lâu thấp thoáng trong ánh bạch quang ấy muôn ngàn chiếc đinh nhỏ bay lanh canh nghe đến giận người cổ mộc đại sư đọc mấy tiếng phật hiệu rồi phất mạnh tay một luồng kình khí phát ra cuốn gọn luồng bạch quang không còn nghe một âm thanh gì nữa từ thượng lâu có tiếng cười nhạt Tiếp ngay sau đó vang tiếng chuông cầm canh điểm bốn tiếng Khu lầu lại chìm vào cảnh tĩnh mịch Hai người đi xa khu lầu một quãng Cổ mộc đại sư hỏi Người đối với thiếu lâm Lâm hồng biết đại sư muốn hỏi Tôn sư liền trả lời Ân sư đã tự giã cõi thế từ lâu Lúc lâm chung Cổ mộc đại sư buông tiếng than giải mới nói Ta biết rồi Sư phụ ngươi là họa thông trưởng lão Đúng vậy chứ Nam Hồng đành phải gật đầu. Lại nghe cổ mộc đại sư nói, Ngươi sau này đến chỗ hiểm địa này làm gì, Nên mau rời khỏi đây thì tốt. Nam Hồng lắc đầu đáp, Phán bối phụng mệnh ân sư mà đến để xác định rõ thái thượng thần quân đang ở đâu. Cho khi xác minh rõ phán bối làm sao có thể bỏ đi được. Cổ mộc đại sư nghe xong gật đầu khuyên. Nếu vậy ngươi phải đặc biệt lưu tâm mới được. Vừa rút lời liền bỏ đi ngay. Lam Hồng nhìn hút bóng cổ Mộc Đại Sư một lúc vừa định quay về phòng thì chợt thấy hai nhân ảnh phóng nhanh đến. Nhìn kỹ lại hai người đó là lãnh diện công tử vào song kiếm khách ngô cao. Cả hai cầm ngang thanh kiếm mặt tái xanh đứng chắn đường Lam Hồng. Ngô cao cất một tràng cười man dạ. Lúc đó còn có thêm mấy tên hắc y nhân nữa xông tới. Tên nào cũng cầm lăm lăm trưởng kiếm mặt đằng đằng sát khí. Trên lưỡi kiếm còn tươi vết máu chứng tỏ vừa xảy ra trận huyết chiến. Lánh diện công tử cười hiểm độc nói tiểu cẩu sao dám nhập bảo do thám ngươi đừng hòng sống mà ra khỏi đây nói xong ăn phất đoạt mệnh chiết phiến nao tới xong kiếm khách ngô cao hưởng ứng ngay xong kiếm xuất chiêu phong cuốn tàn vận công sang nam hồng thế rất phạm tốc nam hồng thấy hai tên hung hăng như vậy lập tức phát nổ chàng hữu thủ đẩy mạnh ra bằng một chiêu thượng long hạ phượng làm bốc lên cả một đám tuyết trắng bay lả tả đầy trời chặn đứng thế kiếm của ngô cao Lánh diện công tử cười nhạt một tiếng Chiếc quạt trong tay đổi thế Đồng thời tả trưởng đánh ra một chiêu thiên lang trưởng ào hoạt công sang Bên này ngô cao sau khi bức lối đã trấn tĩnh lại Hai tay rộng xong kiếm mốt tiết như cuồng phong báo táp dồn ép Lam Hồng vào giữa Lam Hồng nhún chân nhảy lùi ra mấy trận rút phát đồ long đao cầm chắc trong tay Nghe tiếng ngô cao cởi đắc ý ha, ha, Tiểu cẩu đừng có chạy Lam Hồng còn chưa kịp thi triển đao pháp thì lãnh diện công tử và song kiếm khách ngô cao đã lao tới chiết phiến nhằm vào kiên tỉnh đại huyệt song kiếm chém tạt vào hai bên sườn trong tình thế nguy ngập đó nam hồng lại nhún người lao vút lên cao năm trận hai người tưởng đã đắc thổ không ngờ chiêu lại là không khoảnh khắc đứng nhìn nhau sửng sốt nam hồng với khinh công tuyệt đỉnh từ trên không xoay người lập tức đáp nhẹ xuống sau lưng ngô cao hắn vừa kịp xoay lại giơ kiếm đỡ thì thanh bảo đao đã vung lên loang loáng một tiếng thét thảm khốc vang lên bọn người hưng an bảo đứng xung quanh cùng thốt ra một tiếng kinh hoàng song kiếm khách ngô cao bị thanh bảo đao chém từ bảo vai xuống ngực nằm lăn lộn trong vũng máu lãnh diện công tử còn đang đứng bàng hoàng thì nam hồng đã sớn tới quát to thứ phản đồ này còn để làm gì đồ long đao tỏa hồng quang chém tới lãnh diện công tử hoảng hốt nhảy lùi đồng theo bản năng đưa đoạt mảnh chiết phiến ra đỡ Lam Hồng vừa xuất một chiêu diêm vương chắc quỷ thì chợt nghe một tiếng kêu lanh lảnh vang lên cách đó mười mấy trận. Chẳng nhận ra tiếng kêu đó của ai quay người lại nhìn, thấy dưới vòng cây tối sẫm có mấy nhân ảnh di động, rõ ràng Ngọc Tiêu Tiên Tử đang ác đấu với mấy tên hắc y hộ pháp. Trong khoảnh khắc phân thần, lãnh diện công tử thừa cơ vung chiết phiến điểm sang. Lam Hồng nghe tiếng gió mới nhìn lại thì thấy chiết phiến đang điểm lại gần vội nhảy sang bên, thanh đao chém tạt sang. Xoẹt một tiếng binh khí bảo bối của lãnh diện công tử bị chiếm đứt một đoạn Hắn nhảy lùi ngay lại kinh dị hỏi Ngươi đang dùng thứ binh khí gì vậy Lam Hồng chẳng hơi đâu để ý đến hắn nữa vội vã phi thân đến trận đấu dưới tán cây Nhưng chẳng mới đi được năm trận này có người chặn đường Nhìn kỹ lại Lam Hồng nhận ra hai tên hắc y hộ pháp nào Bích Kim và Bích Mộc cùng hai tên hắn tử tùy tổng Lam Hồng đang sốt ruột cứ xông thẳng tới bất chấp bọn chúng thì nghe Bích Kim quát to Lam Hồng ngộp mạng đây. Nói xong cùng thủ hạ lao đến chặn ngang trước mặt. Lam Hồng vốn định mau đến trợ giúp Ngọc Tiêu Tiên Tử. Nhưng thấy không thể bỏ đi được đối phương lại là bọn hung đồ của Hưng An bảo. Cơn giận chợt bốc lên chẳng hết lớn. Các ngươi đáng chết lâu rồi. Cả hai tên hộ pháp cùng thi triển bích mục ma chỉ. Bốn đảo bích quang bao trùm cả người Lam Hồng. Đồng thời bốn bàn tay xương sầu quò quạng lên không trung thành muôn ảo ảnh đổ màu sắc bay múa loạn xạ. Lam Hồng biết đây là thứ ma công rất lợi hại. Lập tức vận bồ đề huyền công phát ra bồ đề cương khí hộ vệ toàn thân. Đồng thời cảm thấy trí định thần nhàn. Hai não hộ pháp bước lại gần. Bích Kim Vân chảo nhanh như chớp chộp vào hai mắt Lam Hồng. Ánh hồng quang phát trói lòa thanh bảo đau khua một vòng như ánh chớp. Bích Kim rú lên một tiếng từ cổ họng bị đứt máu phun cao cả trận gục xuống chết ngay. Hồi thứ 14 mặt sông loang máu. Nam Hồng giết xong Bích Kim liền hướng bảo đao sang Bích Mộc. Lão hộ pháp này bụng còn hí hửng cho rằng Nam Hồng không thoát khỏi ma chỉ của chúng, không kịp nhìn rõ đại ca hắn bị giết thế nào thì đã thấy ánh hồng lóe lên. Bây giờ thu ma chỉ cũng không kịp nữa. Khi đao sắp kẻ vào cổ hắn còn kịp kêu lên một tiếng rồng rợn rồi lập tức cũng bị chém bay đầu, thi thể đổ xuống bên cạnh Bích Kim. Hai tên hán tử bay hồn mất vía khi thấy chủ mình bị giết chết trong phút chốc. Nhưng bản tính vốn hung tàn chỉ chốc nát cả hai chấn tĩnh lại cùng xuất trường kiếm liên thủ công sang. Lam Hồng đang định bỏ đi nhưng thấy đối phương đã quyết liều mạng sắt cơ lại nổi lên. Chàng không thèm tránh dùng bảo đao phạt ngang cả hai thanh trường kiếm. Keng keng, tiếng binh khí chạm nhau nghe điếc tay. Cả hai thanh kiếm đều bị tiện đứt ngang Hai tên hán tử chưa kịp lùi lại thì đồ long đao đã phất ngược lên làm cả hai hồn nìa khỏi xác. Như vậy chưa đầy một tuần trả chẳng đã giết năm kẻ hung tàn uy thế thật kinh người. Lam Hồng không kịp nhìn lại địch nhân liền quay mình phi thân về phía tiếng kêu lúc trước. Chớp mắt chàng đã tới đấu trận. Hai tên hắc y hộ pháp đang dồn ép Ngọc Tiêu Tiên Tử vào giữa, dùng bích mục ma chỉ vây lấy nàng. Ngọc Tiêu Tiên Tử dùng trước bích ngọc đồng tiêu tả xuống ngũ đột nhưng không tài nào thoát khỏi ma trận lam hồng thấy nàng đã ướt đẫm mồ hôi đôi tròng mắt không còn linh hoạt nữa hơi thở gấp và đứt đoạn biết rằng bích mục ma chỉ đang phát tác liền hét lên bọn hung tặc thật đáng chết bảo đao lập tức phát hồng quang nhằm vào địch thủ một tên hắc y hộ pháp với nụ cười đắc ý đang điểm vào huyệt đạo ngọc tiêu tiên tử thì chợt thấy hào quang tỏa sáng hắn không kịp thu chỉ về nhưng vẫn còn kêu lên một tiếng một cánh tay bị chiếm đứt ngọt lão vừa rú lên thê thảm vừa ôm chặt cánh tay máu me đầm điệp bỏ chạy. Thiên Hắc Y hộ pháp thứ hai thấy đồng bọn thủ thương liền xuất ma chỉ nhằm Lam Hồng điểm tới. Lam Hồng hờ một tiếng, tả thủ xuất chiêu thạch phá kinh thiên. Cành phong quần quần đánh ập vào ngực lão hộ pháp, làm hắn bị đánh bật lùi hơn một trận ngã ủi xuống. Máu tươi rỉ ra đầy miệng nhưng vẫn cố gượng dậy ôm ngực lội mất bấy giờ ngọc tiêu tiên tử lảo đảo cố trụ thân này nhưng chừng như đầu óc quay cuồng không trụ vững cây bích ngọc đồng tiêu run run trong tay đột nhiên từ góc phòng hai tên hán tử vận đồ xám sông ra trường kiếm nhằm thẳng ngực ngọc tiêu tiên tử đâm tới lam hồng quay phát lại thấy kiếm đã sắp xuyên ngực nàng không chút chậm trễ lam hồng lao đến cầm tay ngọc tiêu tiên tử giật mạnh về phía sau đồng thời đồ long đao sáng loáng chĩa về phía trước Hai tên hán tử vốn dốc toàn lực lao đến, không ngờ Ngọc Tiêu Tiên Tử còn có khả năng lối nhanh như vậy. Còn chưa kịp chứng chân lại thì Thanh Bảo đao đã ở ngay trước mặt. Một tên cắm thẳng ngực mình vào Thanh Bảo đao sáng quắc ngập đến tận chuối. Lam Hồng giật mạnh đao vẻ, tên hán tử rũ ngay người xuống. Tên kia vẫn còn đà lao tới xuất một chiêu phát thảo tầm xa, mũi kiếm nhầm đâm vào ngực Lam Hồng. Chàng né mình tránh khỏi, thuận tay chém một đao chia tên hán tử thành hai đoạn. Bây giờ Ngọc Tiêu Tiên Tử đang ngã xuống hôn mê không biết gì nữa. Lam Hồng liền bế thúc nàng lên chạy nhanh về phòng. Chàng chưa kịp châm đèn lên thì đã nghe bên ngoài có tiếng nói. Canh bà đã hết đêm nay vô sự, ngày mai đợi xem diễn biến. Lời vừa nói xong bên ngoài đã trở lại yên tĩnh, người vừa truyền ngôn đã đi xa. Lam Hồng đặt Ngọc Tiêu Tiên Tử xuống giường mình rồi vận bồ đề huyền công để dùng bồ đề cương khí giúp nàng phục hồi công lực tay đặt lên huyệt thiên linh từ từ chuyển cương khí vào. Một hồi sau Ngọc Tiêu Tiên Tử mở mắt ra sắc mặt hồng nhuận lại dần, nhưng phải một lúc nữa mới ngồi dậy được. Lam Hồng liền hỏi, cô nương cảm thấy trong người khá chưa? Ngọc Tiêu Tiên Tử nhìn quanh phòng rồi gật đầu không đáp. Lam Hồng hiểu ý lúng tống nói, bạch cô nương, tài hạ vừa mang cô nương vào để giúp hồi phục công lực. Bây giờ Ngọc Tiêu Tiên Tử mới nhớ lại dần dần những gì đã xảy đến với mình liền hỏi hai tên hộ pháp đâu lam hồng thấy nắng đã hồi phục thần trí vui mừng nói chúng đều thổ thương chạy cả rồi cô nương cứ tĩnh dưỡng đừng lo lắng gì ngọc tiêu tiên tử nhìn chàng cảm kích may mà tướng công đến kịp lam hồng ngắt lời thôi đừng để ý đến chuyện đó nữa đã bảo bên ngoài nguy hiểm sao cô nương còn ra khỏi phòng làm gì giọng chàng hàm ý trách cứ ngọc tiêu tiên tử cúi xuống đôi má chợt hồng lên một lát sau ngước nhìn lam hồng nói chàng còn trách nữa ư chính chàng cũng ra khỏi phòng mà lam hồng nghe trong giọng nói có sở trách móc và quan hoài bớt giác đưa mắt nhìn sang bắt gặp cái nhìn chiều mến của thiếu nữ liền xấu hổ cúi xuống không hiểu sao chàng so sánh ngọc tiêu tiên tử với độc phượng nữ cả hai đều quốc sắc thiên hương tuy mỗi người có một sắc thái riêng nhưng về cốt cách và dung mạo cũng có thể gọi là thiên tiên giáng thế một lúc chàng trấn tĩnh lại nhẹ giọng nói vì tài hạ có việc phải đi mà. việc gì vậy lam tướng công vừa rồi ngọc tiêu tiên tử đã đổi cách xưng hô là chẳng hình như bây giờ thấy có phần mạo muội này trở về cách gọi cũ lam hồng trả lời tài hạ đi tìm hình tích thái thượng thần quân việc đó đối với tài hạ có quan hệ rất lớn ngọc tiêu tiên tử quan tâm hỏi có tìm ra manh mối gì không không tuy vậy tài hạ lại phát hiện ra một điều bí mật Ngọc Tiêu Tiên Tử có vẻ hứng thú chớp chớp mắt nói Bí mật gì vậy có thể cho ta biết được không? Lam Hồng thấp giọng nói Tài hạ phát hiện được rằng pho mật đồ mà các phái đã bị cướp mất Ngọc Tiêu Tiên Tử chen lời Cô lô tàng bí đồ ư nhưng sao? Lam Hồng cật đầu Đúng thế pho bí đồ đó bị hưng an ma quân cướp đi hiện đang ở trong tay lão Nhưng chỉ mới được có bốn phần Hưng ừ, An Ma Quân còn phái Hoàng Sơn quái khách đến cổ Nguyệt Cư tìm thêm phần của Thái Thượng Thần Quân nữa. Ngọc Tiêu Tiên Tử liền hỏi, sao tướng công không lấy pho mật đổ đi chứ? Nghe Ngọc Thánh Sư Thái nói thì pho bí đồ đối với võ lâm cực kỳ quan trọng. Lam Hồng cởi nói, việc ấy đâu có dễ dàng. Vừa rồi tại hạ suýt nữa thì ngay cả mạng mình cũng không giữ được. May có cổ mộc đại sư đến cứu kịp thầy. Ngọc Tiêu Tiên Tử thấp giọng nói, chuyện thế nào? Lam Hồng đem chuyện vừa xảy ra từ khi rời phòng kể lại cho Ngọc Tiêu Tiên Tử. Nàng nghe rất chăm chú, đôi mắt đăm đăm không rời khỏi mặt trắng. Rồi không biết từ lúc nào tấm thân Ngọc Tiêu Tiên Tử đã sát lại bên Lam Hồng. Chàng kể xong chợt thấy đôi mắt Ngọc Tiêu Tiên Tử nhìn mình như thất thần bỗng thốt lên. Bạch cô nương. Đôi môi Ngọc Tiêu Tiên Tử mấp máy. Lam Hồng ca ca. Đôi môi hé mở như hai cánh hoa đào dướn càng lúc càng gần, nàng từ từ khép đôi mi lại lam hồng thấy tim mình đập rộn lên bỗng nhiên cúi xuống ép đôi môi mình vào đôi môi đang hé mở đó cảnh vật đều trở nên yên lặng một hồi sau ngọc tiêu tiên tử mở mắt ra lùi lại một chút đỏ mặt nói hồng ca ca từ nhỏ muội nương nhờ ở thiên sơn không có ai thân thích huynh có thể không xa muội nữa được không lam hồng chợt tỉnh trí lại chàng nhớ đến lời ước hẹn lúc trước với độc phượng nữ thở dài một tiếng nói bạch cô nương được ở bên cô nương là ước nguyện lớn không phải cầu mà được nhưng tại hạ còn nhiều việc phải làm hơn nữa ngọc tiêu tiên tử liền nói hai ta sẽ cùng nhau hành cước giang hồ có thể muội sẽ giúp chàng được việc gì đó vậy thì còn hơn nữa cái gì rõ ràng chàng chê muội bạch cô nương tại hạ đâu dám chê nàng chẳng qua cứ nói đến đó lam hồng lại ngập ngừng không đổ can đảm nói ra điều cốt yếu nhất giọng ngọc tiêu tiên tử run run chẳng qua chẳng không muốn đúng vậy không lam hồng cắn môi nói tại hạ đã từng có lời ước với mã cô nương ở phi vân trang trước rồi ngọc tiêu thiên tử nghe những lời này như tiếng sét bên tai mắt nàng trở nên đỡ đẫn môi cắn chặt một lúc khóc nức lên lam hồng muốn an ủi thiếu nữ nhưng chẳng không biết an ủi bằng cách nào hồi lâu ngọc tiêu thiên tử thôi khóc nàng đưa tay ao lau nước mắt cất giọng run run, run nói từ sau ngày cứu chàng lúc ở trong cổ động dưới ngọc tính am lòng bội đã Lam Hồng chợt nhớ đến chuyện bị độc kiếm khách vây khốn ở cổ động Nay mới biết đó là do Ngọc Tiêu tiên tử cứu chàng liền hỏi Thì ra cô Nương đã cứu tại hạ và đưa vào trong cổ động đó Khi mọi từ Ngọc Anh tính am đưa thuốc quay về cổ động thì không thấy chẳng đâu nữa Mọi từ đó không yên Nay gặp chàng mới thấy mình khôi phục lại thần trí không ngờ Lam Hồng cười khổ nói Bạch cô nương đừng nói chuyện đó nữa Ngọc Tiêu Tiên Tử trầm mặc hồi lâu đột nhiên ngước nhìn Lam Hồng nói với giọng kiên quyết. Nếu không ở được bên chàng, vậy chỉ có một con đường phải chọn mà thôi. Lam Hồng bật hỏi đường nào? Ngọc Tiêu Tiên Tử trả lời như dao chém đá. Chết! Lam Hồng thất sắc vội nói. Bạch cô nương nàng đang nặng lòng như thế. Tài hạ biết lấy gì để đền đáp nàng đây. Nếu nàng có thể sống cùng phượng muội ba chúng ta sẽ tìm một nơi u tĩnh vui sống trọn đời tại hạ sẽ chẳng bao giờ phụ bạc sao lãnh nặng nữa ngọc tiêu tiên tử ngước nhìn chàng cười qua làn nước mắt hồng ca ca chỉ cần chàng một lòng một dạ tiểu mười cũng đã mãn nguyện lắm rồi mặc cho bên ngoài tuyết rơi lạnh băng đôi trẻ thấy trong lòng dạo rực tình yêu làm trái tim họ ấm áp không cảm thấy chút giá lạnh nào trong ngày trời đột nhiên trở lạnh trong đợt rét cuối cùng chẳng bao lâu thì trời sáng những cuộc huyết chiến đêm qua nào thây dây máu đổ đã bị tuyết phủ dày xóa sạch mọi dấu vết hưng an bảo lại yên tĩnh giống như chưa xảy ra những biến cố khủng khiếp vừa rồi hôm nay là ngày cuối cùng của cuộc võ lâm đại tế sau bữa cơm còn hùng ta tự tiến vào đại sảnh tuy vậy anh ấy đều chịu nặng ưu tư mọi người an tỏa xong chỉ nhìn qua cũng biết số lượng người so với hôm qua giảm mất một nửa mười hai tên hắc y hộ pháp vốn túc trực quanh viên đại hôm nay cũng thiếu mất bốn tên đồng thời không thấy lãnh diện công tử vào xong kiếm khách Ngô Cao đâu cả trong tiếng nhạc náo nùng Hưng An Ma Quân bước lên đài thần tình lộ vẻ bồn chồn lão chắp hai tay hướng xuống quần hùng hỏi chư vị đạo hữu tối qua có ngủ được yên giấc không trong quần hùng có tiếng trả lời trái ngược nhau chứng tỏ nhiều người đã có phản ứng Hưng An Ma Quân tỏ vẻ ngạc nhiên nhưng lại cười nói đêm qua có bốn tên hắc y hộ pháp của bổn bảo bị giết ngoài ra còn thêm một số hạ thủ nữa Trước khi cha rõ thật không bổn bảo không tiện nói nhiều. Tuy vậy sự cố đó không khỏi kinh động đến chư vị xin mở lượng hải hà tha thứ cho. Hưng An Ma Quân nói xong Hồng phát nó quái đứng bật dậy mắt nhìn chồng chọc vào Lam Hồng. Lam Hồng bỗng trột dạ chỉ thấy Hưng An Ma Quân phải tay nói. Ân oán trong giang hồ nên giải mà không nên kết. Lúc đó có tên Tiểu Đồng bước lên đài cắm hương vào bát nhang rồi cao giọng nói. Đại tế bắt đầu cuộc tế diễn ra cho đến trưa tam tế lam hồng cùng ngọc tiêu tiên tử hòa trong đám quần hùng vào phòng ăn dùng bữa trưa ngọc tiêu tiên tử nói nhỏ hồng ca ca mọi thấy hôm nay tình cảnh trầm trọng lắm chỉ nhìn ánh mắt hồng phát náo quái cũng đủ biết lam hồng gật đầu đồng tình huynh cũng thấy thế chúng ta cần phải cẩn thận lắm mới được huynh cho rằng chúng dám đầu độc vào bữa ăn không cái đó cũng rất có khả năng Hôm đó Hưng An bảo tổ chức một bữa tiểu yến xem như lần hội ngộ cuối cùng. Trên các bàn có đủ thứ sơn hào hải vị, toàn những thứ quý hiếm, mùi thơm tỏa ra sực nức chỉ cần người đã thấy thèm rồi. Chờ quần hồng an tỏa xong, Hưng An ma quân bưng chén rượu lên nói. Có dịp võ lâm tài tiểu đông thế này thật không dễ. Bây giờ từ biệt chưa biết đến bao giờ mới lại trồng phồng. Lão hổ xin nâng chén rượu này chúc chư vị đồng đạo võ lâm an khang hạnh phúc. Quần hồng ai nấy cũng đứng lên đồng thanh hưởng ứng lam hồng không uống rượu nhưng ngọc tiêu tiên tử trước khi nhấp môi đã nhấm nháp vài miếng thủy quả rồi lam hồng đưa mắt nhìn quanh xem phản ứng nhưng chợt thấy ngọc tiêu tiên tử nấc nấc mấy cái chàng vội vàng móc túi lấy ra mấy viên tam thanh tán đưa cho nàng và dục uống và nhanh lên chàng chưa nói xong thì ngọc tiêu tiên tử đã trao đảo rồi ngã nhào xuống chung quanh có tiếng xì sầm bàn bên cạnh phong trần tam hữu cũng gục xuống đất Lam Hồng bỏ viên thuốc vào miệng Ngọc Tiêu Tiên Tử vận công đẩy mạnh vào. Đồng thời ngầm vận bồ đề huyền công đưa bồ đề cương khí vào huyệt thiên linh giúp nàng khôi phục chân lực. Tiếng người ngã tiếng bàn ghế đổ khiến cuộc tiệc yến trở nên hỗn loạn. Hưng An Ma Quân cười điểm nhiên nói. Đây là thứ dậu mạnh chẳng qua mấy vị đạo hữu không duy trì được phút chốc là tỉnh lại thôi. Lam Hồng chữa xong cho Ngọc Tiêu Tiên Tử liền lấy thuốc cho phong trần tam hữu mỗi người uống vào một viên. Ngọc tiêu tiên tử có lót bụng chút thủy quả lại uống không nhiều, chỉ phút chốc nàng đã tỉnh lại nhưng lúc này vẫn chưa ý thức được ngay nàng nhìn Nam Hồng hỏi. Hồng ca ca chuyện gì vậy? Nam Hồng đáp khẽ, chắc là bị trúng độc. Tiệc Yến kéo dài thêm một lúc nữa rồi quần hồng trở vào đại sảnh. Sau tiếng thanh la có người cao giọng hô, võ lâm đại tế chính thức bắt đầu. Tiếng hô mang một âm hưởng rất khó tả có sắc thái uy hiếp đập vào tay mọi người thành một trận âm thanh đáng sợ. Tiếp đó hồng phát nó quái xuất nánh bọn hắc y hộ pháp Cùng tất cả tùy tùng lui ra sau đài. Phía sau còn có 12 tên tiểu đồng vận thang phục Bức trướng được kéo lên lộ ra một chiếc quan tài màu đen Lâm Hồng ngạc nhiên nghĩ thầm Rõ ràng hôm qua sau bức trướng không có quan tài Sao bây giờ lại ở đâu hiện ra thế Chàng đang nghĩ ngợi thì nghe Ngọc Tiêu Tiên Tử nói Hồng ca ca nhìn kìa Lam Hồng nhìn ra đại sảnh môn thấy một đoàn người bận tang phục tay cầm hương hoa đang chậm chậm đi qua trước sảnh. Theo sau đoàn người có tới 20 chiếc quan tài sơn đen. Đám tang từ từ ra khỏi tiền viện ra thẳng bảo môn rồi hướng về sông Hắc Long Giang. Toàn bộ quần hùng không ai không sửng sốt. Nam Hồng cảm thấy rất nghi hoặc tất cả những quan tài đó đều giống hệt nhau. Biết trong quan tài nào có thi thể thái thượng thần quân. Tiếng thanh la trổi lên không dứt một tên tiểu đồng đến trước hưng an ma quân quỷ xuống nói công thỉnh bảo chủ di giá hưng an ma quân gật đầu rồi từ từ đứng lên nhìn bốn phía sau đó quay lại ra hiệu cho thủ hạ thiếu bảo chủ ô anh cùng mời mấy tên hán tử theo sau hưng an ma quân ra khỏi đại sảnh quân hồng cũng đứng cả dậy trong tiếng thanh la vang dội mấy trăm người trầm mặc ra khỏi sảnh chậm bước theo đám tang lam hồng và ngọc tiêu tiên tử cũng bước theo nhập vào đoàn sau cổng đám tang chậm chạp qua cầu rồi hướng thẳng ra sông hắc long giang lúc đó trời đã về chiều tuyết bay đầy trời bám vào da thịt nằm nhức buốt như bị kim châm đi được một lúc bỗng thấy đào đại lang dừng lại trước mặt nam hồng nhăn mặt nói Làm tướng công tiểu nhân thấy đau bụng quá e không theo được đám tang nữa đâu Nam hồng nhíu mày hỏi lúc chưa ngươi có ăn gì không những thức ăn tiểu nhân đều có ăn cả chỉ không uống rượu thôi Lam Hồng vừa lấy một viên tam thanh tán cho Đào Đại Lang uống vào. Lúc đó đám tang đã đến bờ sông. Mấy hôm trời trở lạnh nên tuyết phủ dày, những người kém võ công đều bị ngập chân dưới tuyết. Trên mặt sông gió thổi vù vù, mặt băng chân nhẵn, khiến những người khiêng quan tài phải bấm từng bước cho khỏi ngã. Trong số đoàn người đưa tang, một số đã tỏ ra quá mỏi mệt, kể cả đám quần hồng cũng không ít người ôm mộng nặng nhọc bước theo đoàn. Lâm Hồng hiểu rằng những người đó ăn quá nhiều thức ăn nên chúng độc. Hiện giờ đang là lúc phát tác rồi biết vậy nhưng đoàn người quá đông nên chẳng không thể giúp gì được. Đột nhiên trước đoàn người thiếu bảo chủ ô anh lấy ra một chiếc đàn ngọc chân tỷ bà gảy lên một khúc tấu. Tiếng đàn vang lên trong bầu không khí trang nghiêm u oán này nghe thật chướng. Lâm Hồng cảm thấy trong giai điệu ngầm chứa một thứ vô công tà môn tác động mạnh đến đoàn người đưa tang. Nhưng chẳng lúc này chưa biết nên xử trí thế nào đột nhiên giữa đám đông có tiếng khóc xen lẫn tiếng la hét làm đám tang trở nên hỗn loạn tiếng tỷ bà chật lặng đi đám đông yên tĩnh trở lại tuy vậy trong thần sắc mọi người có vẻ hoang mang cũng vừa lúc đám tang đến sát bờ sông mọi người đưa mắt nhìn nhau ngơ ngác không biết nên làm gì bỗng một lão hắc y hộ pháp bước đến hàng người đầu tiên đều là thuộc hạ của hưng an bảo vung trưởng đánh vào một tên hán tử rồi quát to tiếp tục hành trình Tên đại hán ngã gục xuống lập tức bị đoàn người xéo nát. Đào đại năng ghé tai Lam Hồng nói. Tên vừa bị trúng trưởng của lão hộ pháp không phải là người của Hưng An Bảo. Mà là một tên đại ác trong hắc đạo là Tùng Hoa Đạo Giao đó. Lam Hồng nghĩ bụng: Hưng An mà quần cho người tàn sát cả hắc đạo lẫn bạch đạo không biết có dụng ý gì. Bây giờ đoàn tăng lễ đã tiến lại mặt sông. Tiếng thanh la vang lên thúc giục. Nhưng không đủ sức làm đám tang tiến lên tệ chỉnh như lúc trước một số người thì đứng lại nằm những chiếc quan tài lật nghiêng, nhìn đám tang đã trở nên hỗn loạn. Nhưng cũng may là táng địa không còn xa nữa. Cuối cùng đoàn người cũng đến trước bức trướng, 20 chiếc quan tài lập tức được khiêng vào sau trướng. Sau bức trướng được dựng lên bốn chiếc cột cao, trên cột treo đèn lồng sáng rực tỏa ra bốn màu trắng hồng vàng lục. Dưới đèn lồng còn có một lá cờ màu sắc tượng đồng đang bay phần phật phật sau bức trướng căng mản tạo thành bức tường vây xung quanh phạm vi chừng ba trượng vuông trước trướng kê một chiếc thần án trên đó có một chiếc lưu hương khói bay nghi ngút tiếp đó là một đàn tế cao ước độ một trượng trên đàn đã đặt sẵn những thứ tế vật có cả một chiếc đỉnh ba chân bốc ngọn lửa xanh tỏa hương trầm sực nức mời tên đồng tử bận tang phục dâng hương lên đàn hương an ma quân mặt khi xanh khi tái chậm bước lên đàn tế Cùng lúc Hưng An ma quân lên đàn, chúng nhân của Hưng An bảo dưới sự chỉ huy của Hồng Phát Nó Quái tản khai ra bốn phía tạo thành một hình vòng cung vây quần Hồng Võ Lâm vào giữa. Trên đàn hai mươi tên tăng lữ từ sau bước trứng bước ra, tay lần chẳng hạt miệng lâm dâm tụng niệm. Sợ xuất hiện của bọn tăng lữ khiến quần Hồng ngạc nhiên vì tất cả bọn họ đều do những kẻ khiêng quan tài giả trang mặt thành. Tiếng cầu nguyện vừa nổi lên, toàn bộ quần Hồng đều quỳ cả xuống mặt băng, bắt đầu đọc ai điếu cho thái thượng thần quân mặt trời thấp xuống dần rồi tối hẳn bấy giờ trên đàn tế lấp lánh mấy đạo bích quang có tiếng hô lớn xin chư vị hướng lên thánh thể của tiền bối lần cuối cùng đây là giây phút xúc động nhất từ đám quần hồng có người khóc giống lên có người lại tự động chạy lên đàn tế lam hồng thì ánh bích quang lóe lên liền cảnh giác ngay đề phòng bích mục ma chỉ chàng liền vận bồ đề huyền công để hộ vệ thân thể một tay cầm chặt lấy cổ tay của Ngọc Tiêu Tiên Tử. Thôn nhiên Đào Đại lang hốt hoảng hoài. Lam tướng công có chuyện gì thế? Lam Hồng không đáp với tay chộp lấy cổ áo của Đào Đại lang truyền bồ đề cương khí vào để giúp chống chọi với bích mục ma chỉ. Hai người đều có cảm giác rằng từ bàn tay của Lam Hồng có một luồng nhiệt khí truyền vào cơ thể mình thẳng vào nội phổ. Trong lúc đó thần tình chàng không chút thay đổi vẫn quỳ trên nền tuyết như không xảy ra chuyện gì trong lòng đều thán phục. Lúc đó Hưng An Ma Quân cũng thi triển bích mục ma chỉ nhưng so với bọn hắc y hộ pháp thì cao cẩn hơn nhiều. Luồng sáng màu bích ngọc từ mắt não bức xạ tới mấy trận. Đồng thời lão vươn trảo phát ra hình năm con bản long biến ảo kỳ dị với màu sắc khác nhau vươn về phía quần hùng. Trong đám cao thủ võ lâm ngoại trừ cổ mộc đại sư, vạn niên thần tỉnh và mười mấy cao thủ khác, toàn bộ số còn lại trên trán đều lấm tấm mồ hôi, bọn họ đều ít nhiều biết hưng an ma quân và thủ hạ thi triển ma thuật đã vận hết bình sinh võ học để kháng cự cho đến khi sức cùng lực kiệt cuối cùng không chịu nổi đành chạy về phía sau bức trướng trên mặt hưng an ma quân hiện rõ nét sát cơ nhưng dần dần biểu lộ thành một nụ cười khó thấy cuộc quyết đấu kỳ dễ ấy kéo dài tới tận canh ba mới chấm dứt rốt cuộc mọi người đều hiểu rõ rằng võ lâm đại tế thực chất là cuộc đại mưu sát do phải thi triển liên tục bích mục ma chỉ nên thần sắc khương ăn ma quân trở nên phở phạc đột nhiên cổ mộc đại sư đứng lên cao giọng đọc phật hiệu rồi đi lên phía bức chướng lam hồng biết rõ điều đó có ý nghĩa gì chẳng thất kinh thẩm nghĩ chẳng lẽ công lực của cổ mộc đại sư cũng không duy trì nổi chợt cổ mộc đại sư đi ngang qua lam hồng nói nhỏ hoài tử nhanh đi theo ta lam hồng nghe nói cả mừng liền dắt cả ngọc tiêu tiên tử vào đào đại lang đi theo cổ mộc đại sư những nếp nhăn trên mặt hưng an ma quân chợt giãn ra trong một lúc vô ý lam hồng buông lỏng cánh tay đào đại lăng lập tức khăn vùng ra ngơ ngác kêu lên để ta đi vào sau bức trướng xem thế nào nói xong liền co chân chạy lam hồng thất sắc chẳng vẫn cứ cầm tay ngọc tiêu tiên tử đuổi theo đến trước đại tế thì đuổi kịp chàng vươn chảo chộp lấy cổ tay hắn cổ mộc đại sư thấy vậy cười nói hãy nhường ta đi trước rồi đại sư vừa đọc phật hiểu đơn chưởng vung lên đánh vào bức trướng chỉ nghe rắc một tiếng chiếc chỗ bị gãy đổ về phía sau đại sư sấn bước đi lên lại phát một trưởng nữa nằm bức trướng rách tơi tả bay hết ra sau lam hồng và mọi người ở gần đài tế nhìn vào sau bức trướng trống không chẳng thấy người cũng không thấy quan tài đâu cả chỉ có một hố tuyết rộng đến mấy trưởng bên dưới nắng nước sông những tiếng quát tháo và la ó nổi lên vạn thiên thần tỉnh quát to át cả tiếng ồn ào hưng an ma quân để chúng ta quay về Lam Hồng vừa quay lại thì một lão hắc y hộ pháp lao ra chặn đường rít lên. Đã biết thực tình bên trong thì đừng mong thoát khỏi đây. Lam Hồng kinh hãi không biết giải quyết cách nào. Nếu chàng buông tay để đối phó với địch nhân thì tất ngọc tiêu tiên tử vào đào đại năng sẽ bị ma công sát hại. Nghĩ vậy rồi chàng không quay về đám quản hồng mà dễ tạt về một bên, vận hết thân pháp kéo hai người bỏ chạy. Quả như chàng dự đoán một bên đại tế không có ai canh giữ, khi tên hắc y hộ pháp giật theo thì ba người đã cách hắn tới mười trượng rồi. Lúc đó người trên đàn tế nói. Những người thoát khỏi võ lâm đại tế hôm nay gồm có cổ mộc đại sư, Lam Hồng Ngọc Tiêu Tiên Tử Đào Đại Lăng, Vạn Niên Thần Tỉnh Thiết Đảm Thần Tiên và Âm Dương Thư Sinh, Hưng An Ma Quân ra lệnh đuổi theo. Lập tức mười mấy nhân ảnh theo các hướng truy đuổi Lam Hồng đang đi chặt có một não hắc y hộ pháp đuổi kịp Bấy giờ chàng đã buông ngọc tiêu tiên tử vào đào đại lăng ra rồi Chàng quay lại nhìn nhận ra tiên hộ pháp là Bích Thủy Bích Thủy nhìn chàng nói nhanh Lam thiếu gia Đông Nam tả bốn Tam ba hữu sáu cổ miếu chạy nhanh lên Lam Hồng không hiểu gì Nhưng vẫn không thấy đối phương có ý định xuất thổ Nên chàng vẫn tiếp tục chạy theo hướng đông như cũ Bích Thủy vẫn chạy theo cho đến bìa rừng chợt thấy bích thủy dừng lại cười một tiếng rồi nói lão gia có linh thì hãy phù hộ thiếu gia lão nô là lam trung đi đây lam hồng ngạc nhiên quay lại thấy bích thủy dùng mũi kiếm tự đâm vào cổ họng máu lập tức vọt lên người từ từ đổ xuống mặt tuyết lam hồng vội nhảy tới nhưng đã chậm mất rồi bích thủy thấy lam hồng đến gần mở mắt ra thẻo thảo nói thiếu gia khi nào rảnh về dụ la sơn lam gia thôn xem xem cần thay lão gia Thổ. vừa nói xong câu thì tuyệt khí lam hồng vẫn chưa hiểu đầu đuôi ra sao nhưng ghi nhớ những lời cuối cùng của bích thủy đoạn dẫn hai người nhằm hướng đông chạy tiếp chạy được năm dặm thì chợt thấy có ánh bích quang nhấp nhoáng phía trước đó là dấu hiệu có người của hưng an bảo chàng chợt nhớ câu nói khó hiểu của bích thủy nên nhằm bên tạ phóng đi được chừng bốn dặm quả nhiên lại thấy một khu rừng rậm chắn ngang ba người lại nhằm hướng nam chạy thêm ba dặm nữa lại quẹo sang hữu đi tiếp sáu dặm thì nhìn thấy một ngôi cổ miếu giữa một khoảnh rừng thưa lúc đó tình trạng của ngọc tiêu tiên tử vào đào đại lang không có gì đáng lo nữa lam hồng dừng lại nói với hai người hai người cứ ở đây nghỉ ngơi một lúc để ta vào cổ miếu trước nếu không xảy ra việc gì thì hãy vào hai người gật đầu lam hồng nhẹ nhàng tiếp cận ngôi cổ miếu rồi phi thân lên trên nóc nhìn xuống thấy trong miếu bụi bặm và tơ nhận răng đầy không có lấy một bóng người nào chàng nhảy xuống vẫy tay ra hiệu cho ngọc tiêu tiên tử vào đào đại lang cả ba người vào bên trong thì đột nhiên một thân ảnh màu xám từ đâu trên nóc miếu nhảy xuống trước cửa lam hồng đứng ngẩn người vì kinh hãi thì ngọc tiêu tiên tử đâm mừng rỡ reo lên ngọc tĩnh sư cô quả nhiên đó là một vị nữ ni tay cầm chiếc phất trần chậm bước đi vào miếu đến trước ba người vị nữ ni từ hòa nhìn ngọc tiêu tiên tử hỏi tố mỹ mấy ngày qua ngươi đi đâu báo hại ta tìm muốn chết Ngọc Tiêu Tiên Tử không đáp chỉ Lam Hồng nói Sư cô vị này là Lam Tướng Công Hồi thứ 15 rơi xuống tuyệt phong Lam Hồng thấy vị nữ ni dáng vẻ tiên phong đạo cốt Thì trong lòng chẳng khởi dậy sự cung kính nền chất tay kính cẩn nói Vãn bối xin chào sư cô Ngọc Tĩnh Sư Thái nhìn kỹ Lam Hồng rồi nhẹ giọng hỏi Hai người sao lại đi với nhau thế Lam hồng ngượng nghịu mỉm cười rồi thuật lại cuộc gặp ngẫu nhiên trên đường và diễn biến cuộc võ lâm đại tế cho vị nữ ni nghe ngọc tĩnh sư thái ngẫm nghĩ một lát rồi nói không ngờ hưng an bảo đã sớm bộc lộ ra tâm cuộc đại tế này sẽ làm chấn động võ lâm lam hiền điệt hay đi trước ngăn đừng để một phần pho cô lâu tàng bí đồ của thái thượng thần quân ở cổ nguyệt cư lọt vào tay hoàng sơn quái khách còn tố mỹ hãy cùng ta về thái sơn ngọc tiêu tiên tử nghe sư thái bảo mình về thái sơn liền nói Sư cô, Điệt Nhi cũng Lam tướng công đến cổ Nguyệt Cư trước rồi sẽ quay về Thái Sơn được không? Ngọc Tĩnh Sư Thái lắc đầu. Thần Nhi đã cho người đến dục mấy lần rồi, không nên trái ý sư phụ ngươi nhanh về thôi. Ngọc Tiêu Tiên Tử không biết làm sao thì Ngọc Tĩnh Sư Thái cầm tay nàng dịu dàng nói. Chúng ta đi thôi. Ngọc Tiêu Tiên Tử đưa đôi mắt buồn chứa chăn yêu thương nhìn Nam Hồng hồi lâu trầm giọng. Hồng ca ca, bây giờ chia tay không biết bao giờ mới gặp lại. Khi nào rảnh hãy đến Thiên Sơn chơi được không? Lam Hồng cũng bồi ngồi đưa nàng ra khỏi cổ miếu gật đầu nói. Bạch muội huynh nhất định sẽ đến Thiên Sơn thăm muội. Ngọc Tiêu thiên Tử theo vị sư cô đi hồi lâu vẫn còn quay lại nhìn Lam Hồng. Một lúc sau bóng hai người đã khuất hẳn. Lam Hồng quay lại nói với Đào Đại Lang: Phụ mẫu ngươi không xa đây lắm ngươi cũng nên về với họ. Đào Đại Lang nghĩ đến mẫu thân già yếu của mình nên khóc từ biệt Lam Hồng rồi đi về hướng Đại Hưng An Lĩnh. Lam Hồng dừng lại trong miếu một lúc nữa rồi theo đường cũ quay lại. Chàng vẫn chưa cam lòng quyết điều tra bằng được thái thượng thần quân đích thực đang ở đâu. Xung quanh Hưng An bảo hào sâu tưởng cao canh gác rất nghiêm mật. Trước hết chàng tìm một khu dân cư kiếm chút gì ăn tạm, chờ đêm xuống mới vào bảo. Lam Hồng về đến khu vực lân cận thì đã bước sang canh hai. Chàng nhảy qua con sông đào lên mép tường quan sát bên trong một lúc rồi thừa cơ lẻn vào một khu rừng trong bảo xung quanh yên tĩnh dừng lại rậm chẳng không sợ bị phát hiện chẳng hướng về phía đại sảnh nhưng chưa đi được mấy mươi bước thì chợt nghe có tiếng chân bước đến gần liền ẩn vào một lùm cây có hai người đang đi vào rừng đó là một lão hắc y hộ pháp và một tên hán tử bận đổ xám lam hồng chờ tên hộ pháp đi qua rồi nhanh như chớp xuất thủ điểm vật tử vẹt của tên hán tử đi sau làm hắn chết ngay không kịp kêu lên một tiếng lão hắc y hộ pháp đi trước tên thủ hạ chừng năm bước nhưng không hay biết gì Lam Hồng bám theo tên hộ pháp mới được ba trận hắn chợt dừng lại lạnh giọng nói. Giết ba tên kia đi. Lam Hồng kinh hãi nhìn ra phía trước. Chợt phát hiện ra có ba người đang đứng thất thần chính là phong thần tam hữu. Có lẽ ba người đang tìm cách vượt qua khu rừng thì bắt gặp địch nhân và bị bích mộc ma chỉ chế trụ. Lam Hồng bước dẫn lên một bước rồi xuất thủ như điện điểm vào tử huyệt của lão hắc y khổ pháp. Tên này không ngờ sau lưng có người ám toán nghe chỉ phong vẫn cho rằng thủ hạ hành động theo lệnh mình. Khi thấy chỉ phong chạm vào người thì người não đã tê đi không còn kịp hoàn thủ nữa chết ngay tại chỗ. Lam Hồng tức tốc tới gần phong thần tam hữu, vận bồ đề huyền công, truyền bồ đề cương khí vào cho ba người, giúp họ hồi phục lại thần trí rồi lánh vào bụi cây. Phút chốc phong thần tam hữu tỉnh trí lại, lôi tăng đưa tay sờ đầu đột nhiên trong thấy nó hắc hộ pháp đứng sờ sờ trước mặt thì hoảng hồn quay lưng bỏ chạy tiếp đến là lôi đảo chọc cái cũng ví như chim bị tên sợ cánh công co giò chạy theo lôi tăng như bị ma đuổi lam hồng cười thầm trong bụng chợt nghĩ ra một kế liền cởi bộ hắc y trên mình tên hộ pháp mặc vào người rồi nhằm đại sảnh phóng đi qua khỏi khu rừng mai đến hậu viện chàng chợt nhận ra đây là nơi mình từng trú lại ba ngày nên rất quen thuộc thế là chàng dạo cẳng đi nhanh chàng đang đi thì nghe có tiếng người hỏi bích thổ lao ra đã thịt ba tên điên khủng đó chưa lam hồng gật đầu rồi cứ bước thẳng trong đại sảnh đèn lửa sáng trang có không ít chúng nhân của hưng an bảo đang tụ tập lam hồng nấp trong một xó tối lắng tai nghe tiếng hưng an ma quân nói sau cuộc võ lâm đại thế này hưng an bảo đã kết oán với võ lâm các phái nhưng để đoạt được chức minh chủ võ lâm với uy danh và thực lực thì cuộc đại thế vừa qua cũng đủ uy hiếp những kẻ không phục việc lớn tất thành Hồng phát nó quái đứng lên nói Ngày mai bảo chủ bắt đầu tọa quan đến khi nào xuất quan Hưng An Ma Quân cười hô hô nói Thiên cơ không thể tiết lộ Mọi việc sẽ tạm thời do nhị Long Vương phụ trách Người cổng anh Nhi hãy lo giúp thêm các sự vụ trong bảo là được Thiếu bảo chủ ô anh nói Hai Nhi biết nhưng Nhưng nhị Long Vương chừng mắt như hai ánh chớp Làm hắn kinh hoàng ngồi xuống lại đưa mắt nhìn hưng anh ma quân rồi đến bên hồng phát não quái thì thầm mấy câu lam Hồng nghĩ bụng các cao thủ của hưng an bảo đều ở đây cả ta nên thở cơ đến cao lâu xem sao nghĩ vậy chàng thận trọng rời khỏi đại sảnh rồi dùng khinh công phóng đến tòa cao ốc đến gần ngôi lẩu chàng thấy một người cầm quạt đi tới nhìn kỹ lại hóa ra là lãnh diện công tử hán chú một nhìn lam hồng hỏi ai lam hồng đáp bích thổ lãnh diện công tử cười tự ngôn tự ngữ hóa ra là người mình lão già cười thầm giả vờ đi quanh một lúc chờ cho lãnh diện công tử đi khỏi mới nhảy vút lên lầu vọt vào gian phòng mà đêm trước thấy hưng an ma quân đọc bức họa đỏ đột nhiên chẳng nghe veo, veo 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 ba tiếng lam hồng kinh hãi phi thân búng người lên chàng đưa mắt nhìn quanh mong tìm thấy một điều gì khác thường bỗng nhìn thấy hai hạt minh châu dính cao trên tượng chàng đưa tay ấn thử xem sao đột nhiên sàn nhà rùng rùng chuyển động khiến chàng hốt hoảng nhảy tránh vào góc tượng chỉ thấy đâu từ dưới sàn nhô lên như chui từ lòng đất một chiếc bàn bằng gỗ đàn hương và hai cái tủ có khóa sắt rất chắc chắn lam hồng dùng đồ long bảo đao chém một nhát đứt tung ổ khóa mở tủ ra chợt thấy một luồng bạch quang phóng thẳng vào diện môn lam hồng chàng nhảy lùi lại quan sát kỹ luồng bạch quang nhận ra đó là một thứ khoái trắng như bạch lang độc yên mà có lần hồng phát nó quái đã dùng trong hắc tân quỷ điếm để ám toán mình liền móc túi ni ra một viên tam thanh tán uống vào cảm thấy thể trạng thần trí vẫn bình thường. Lam Hồng đến nhìn vào tổ nhưng không thấy bất cứ vật gì đáng để ý, liền chặt đứt khóa chiếc tủ kia. Vừa mở tổ ra, Lam Hồng rất mừng rỡ, thấy trong tổ có một vật đựng trong tấm lụa vội vàng mở ra xem, thấy đúng là bốn trang cô lô tàng bí đổ thế là chàng liền cất vào túi. Vào lúc đó, Bạch Lăng độc yên tán xạ ra bên ngoài cửa sổ, lập tức có tiếng người la lớn, có tặc. Lam Hồng không chút chần chừ chạy ra cửa sổ lao mình xuống, thấy từ đại sảnh người nhốn nháo rồi mời mấy nhân ảnh phi thân vào cao lâu lam hồng cắm cổ lao qua hậu viện vừa đến dãy cư phòng thì có một người chặn đường quát lớn đứng lại lam hồng chỉ hơi giảm tốc độ xuất trưởng đẩy tới một luồng bồ đề cương khí nhằm vào diện môn người kia tên chặn đường không ngờ đối phương kịp trở tay hữu trưởng đánh mạnh tới một đạo kình phong cực mạnh ập xuống đầu tên đệ tử hưng an bảo chỉ nghe bộp một tiếng đầu hắn vỡ làm mấy mảnh chết không kịp ngáp lam hồng phải dừng lại đánh nhau với tên kia nên chậm mất một lúc phút chốc nhiều bóng người đã lao đến chàng biết không thể tránh được nữa liền đứng ở góc phòng đang nghe có tiếng người hỏi kim thổ đại gia có thấy tên Tặc tử đâu không lam hồng có lấy giọng thất thần vừa chỉ tay vừa nói hắn chạy về hướng tây rồi mấy người kia nghe nói vậy không chút nghi ngờ liền chạy theo hướng lam hồng vừa chỉ chàng cười thầm nhưng không dám chậm trễ liền lao mình về hướng bắc lúc đó chàng bận hắc y là trang phục của hàng hộ pháp nên không ai ngăn cản xuyên qua sảnh viện khỏi bảo rồi rẽ về hướng nam bấy giờ đang tiết cuối xuân khắp nơi trăm hoa đua nở hương ngào ngạt phong cảnh quyến rũ lạ thường lam hồng chậm bước dọc theo tiểu hưng an lĩnh say ngắm cảnh quan kỳ thú mãi đến kim cương hà mới dừng lại nghỉ giữa một khu rừng chợt chàng trông thấy mấy cỗ xe ngựa rừng ở ven rừng cách nơi mình dừng chân chừng hai dặm Tính hiếu kỳ trỗi dậy Nam Hồng tiếp cận đến cách mấy cỗ xe ngựa vài chục trượng Thì dừng lại ẩn mình quan sát Chợt từ xa có tiếng võ ngựa rủi nhanh này Một người trong chiếc xe kiểu đầu tiên bận Hoàng Y bước ra hỏi Chẳng lẽ chúng đến sục mình Lát sau có ba kỵ mã phóng đến gần Nam Hồng nhận ra ba người đó là Hồng Phát Náo Quái Thiếu bảo chủ ô anh và lãnh diện công tử Hồng Phát Náo Quái vừa xuống ngựa Thì Hoàng Y lão nhân vội vàng bước tới nghênh đón Thiếu bảo chủ ô anh nói ngay Hoàng Sơn quái khách, chúng ta phụng mệnh nhị Long Vương đến dục các ngươi đi gấp. Hoàng Sơn quái khách bẩm. Vì xe chở nhiều lương thực và vật dụng đường núi này khó đi nên không thể nhanh được. Hồng Phát nói quái nghiêm giọng bảo chủ đã có chỉ thị, bất kể ngày đêm đều phải lên đường ngay. Hoàng Sơn quái khách cũng biết chuyện này rất yếu khẩn. Bất đắc dĩ hạ lệnh cho đoàn xe tiếp tục hành trình. Lam Hồng nền thi triển đạt ma bộ pháp theo đường núi vượt lên trước đi được chừng mười dặm lại dưới một sườn núi nơi đây chỉ có một đường độc đạo vừa hẹp vừa hiểm trở hai bên vách đá tranh vênh đường lại dốc ngược lên nhìn đến chóng mặt Nam hồng nghĩ ra một cách liền vần những tảng đá lớn mấy trăm cân chất ở một khúc ngoặt rồi ngồi khuất sau mỏm đá nhìn xuống không biết qua bao lâu chợt nghe tiếng ngựa hí người kêu đoàn nhân mã của hoàng sơn quái khách ì ạch leo lên dốc núi chờ tốc đầu tiên đến cách ba trượng nam hồng đến đẩy mạnh tảng đá trên cổng tảng đá rời chỗ năn xuống ầm ầm kéo theo hàng chục hàng trăm tảng đá khác tiếng người hét lên thất thanh tiếng đá lăn tạo thành một âm thanh hỗn độn và khủng khiếp trong khi hỗn độn đó hồng phát nó quái hô to núi lở chạy mau nhưng đã có mười mấy tên bị đá đèn nát nhở xe không biến thành những mảnh gỗ vụn đá vẫn tiếp tục lan chỉ có một số người nhanh chân bám vào vách đá mới giữ được tính mạng còn lại quá nửa đều bị thảm tử Hoàng Sơn quái khách buông tiếng thở dài chỉ biết trách phận mình suy xẻo. Nhưng thiếu bảo chủ ô anh không tiêu cực như thế hắn nhíu mày nói. Đây chắc không phải là núi lở, tất có tạc nhân ám toán. Câu nói lập tức đề tỉnh mọi người, Hoàng Sơn quái khách dẫm chân nghiến răng nói. Thiếu bảo chủ đoán rất đúng, lập tức hồng phát nó quái thiếu bảo chủ ô anh và lãnh diện công tử lao như bay lên sườn núi. Ba người tìm tòi hồi lâu nhưng không thấy động tĩnh gì. Đột nhiên ô anh bịt mũi kêu lên, thật là Hồng y quay khách bước tới chỉ người tí mùi khó chịu Là lão đã hiểu ngay ra sự việc Đỏ mặt tía tay gầm lên Thật tức quá tặc nhân kia còn quay hưng an bảo vào đâu chứ Thêm mấy tên cao thủ nữa nhập với bọn Hồng phát náo quái ra sức sục sạo nhưng vẫn không có kết quả Đột nhiên nghe một tiếng cười lanh lảnh từ chân núi vang lên Cả bọn liền đâm bổ xuống Truy lùng đến mướt mồ hôi mà vẫn hoàn không Hồng phát náo quái tức điên lên miệng thở hồng hồng chỏm tóc đỏ rộng đứng lên nhưng lúc này tức giận cũng ích gì cho đến gần tối hôm đó hoàng sơn quái khách mới thu thập tàn binh bại tướng tiến vào cổ nguyệt cư lam hồng ẩn thân ở một nơi vô cùng thuận lợi trong rõ hoàn cảnh nhưng không sợ bị phát hiện vị quải mộc tăng nhân từ trong tỉnh cứ bước ra nghênh đón lam hồng nghĩ thầm hóa ra quải mộc tăng nhân quen biết với người của hưng an bảo Mới người theo vị tăng nhân đi vào đại điện tọa lạc xong hồng phát não quái hỏi quải mộc tăng nhân ở cổ nguyệt cư có việc gì không lão tăng hai tay hợp thập nói nhờ phúc lão trang chủ cổ nguyệt cư vẫn bình yên nam hồng lại càng ngạc nhiên tự nhủ thầm không những quen biết mà xem ra lão tăng còn là tay chân của hưng an bảo cũng nên hoàng sơn quái khách móc túi lấy ra một hộp nhỏ đưa cho quải mộc tăng nhân lão cầm lấy hộp mở lôi ra một tấm thiệp xem kỹ rồi nói lão tăng đến đây đã hơn năm năm rồi mà chưa phát hiện ra có mật đạo nào cả thiếu bảo chủ ô anh chen lời nghe nói ở đây có cổ nguyệt tử đàm biết đâu có thể thông đến mật thất quải mộc tăng nhân chỉ tay ra trước điện nói cổ nguyệt tử đàm ở ngay dưới phiến đá trong viện kia có cơ quan nguy hiểm bên trong đó nói xong bước tới chiếc cột lớn trước điện giơ tay xoay ổ khóa bỗng thấy phiến đá to lật nghiêng sang bên lộ ra một miệng hang rộng hơn một trượng từ dưới miệng hang khí trắng bốc lên quẩn quẩn hồng phát nó quái cười nói nếu đã có kiến trúc ngầm này tất cũng phải cho người xuống dò xét biết đâu có thể đến được mật thất mà lấy phần còn lại của cô lâu tảng bí đỏ. Hoàng Sơn quái khách nghe hồng phát não quái nói có lý liền vẫy tay ra hiệu cho bọn thủ hạ tiến vào. Hai tên đường chủ và mấy tên thuộc hạ còn sống sót sau trận đá lăn. Một phần thay ngựa khiến đồ vất vả đã sức cùng lực kiệt vừa định nghỉ ngơi chốc nát đâu biết ác mệnh đã đến. Hai tên đường chủ đến cuối đầu trước sân điện thì Hoàng Sơn quái khách ra lệnh khai tí thủ và cảnh viễn sơn hai người lãnh suất mời tên thủ hạ chuẩn bị xuống cổ nguyệt tử đang nay dò thám hai người không còn hồn vía nào nữa nhưng cũng gọi đủ mời tên thuộc hạ tới trước sân điện khai tí thủ cúi đầu nói trong đàm có vân vụ bốc lên tất có tàng ẩn độc vật xuống đó khó tránh khỏi tử mệnh dám xin các vị tiền bối minh xét hoàng sơn quái khách gật đầu nói không sai tuy trong động tàng chứa độc vật nhưng chúng ta đã có mang theo sẵn thuốc nổ lưu hoảng Trước tiên ném xuống để trừ khử độc vật đi Sau mới xuống tất xe an toàn Hồng phát nó khoái vỗ tay tán thành Khai tí thủ không biết làm sao đành phải tụng mạnh Đem theo số thuốc nổ ném xuống miệng hang Quỳnh quỳnh mấy tiếng nổ long trời lở đất Làm khói bụi bay mù mịt Đất đá bay rào rào Miệng hang bị phá thêm một mảng lớn Đá bay nằm thương vong thêm mấy tên thủ hạ nữa Tiếng la hét nổi lên thảm khốc Hoàng Sơn quái khách điểm nhiên nói uy nực như thế thì còn độc xà mãnh thú nào chịu nổi cảnh đường chủ hãy phái mười tên đại hán xuống đi hai tên đường chủ đành nuốt lệ dẫn theo mười tên hán tử có kẻ còn bị thương run rẩy lần xuống dưới bọn chúng xuống một hồi lâu mà vẫn bật tâm hơi mấy nao ma chảy chiếu ra giữa sân viện ngồi uống rượu chờ tin tức tốt lành thế mà bọn người kia vẫn như mũi kim rơi xuống bể hoàng sơn quái khách sốt ruột nhíu mày nói Bọn chúng đi đã hơn một thời trường rồi sao chưa thấy hội âm, chẳng lẽ chúng trốn theo đường khác mất rồi, Quải một tăng nhân ngồi bên nói chêm vào, cũng có thể. Trước đây một người tên là Lam Hồng rơi xuống tử đàm xong rồi từ trong đàm tẩu thoát được ra ngoài, biết đâu cảnh khai hai vị đường chủ cũng bằng cách đó mà ra thoát. Hoàng Sơn quái khách nghe xong đứng bật dậy nói, đi thôi chúng ta chia nhau mà tìm kiếm nếu chuyến này không lấy được mảnh bí đồ còn lại thì không có cơ hội nào đoạt được tử vân bảo lục đâu mấy người nên biến khỏi đại điện phân đường truy tìm chờ cả bọn đi xong lam hồng cười thầm rồi lao vào đại điện đưa mắt tìm quanh bất chợt cảm thấy một luồng trưởng phong đánh tạt vào lưng lam hồng không ngờ người ở đây ám toán vội nhảy sang bên tránh rồi quay lại nhìn nhận ra lãnh diện công tử chàng nhếch môi cười nói ngươi thật không thức thời tí nào lãnh diện công tử không nói không rằng tiếp tục vung trưởng đánh sang còn một số tay chân của hưng an bảo còn lại bên ngoài cổ nguyệt cư nghe tiếng loạn đảo liền nhất tề xông thẳng vào điện tay năm năm binh khí nhằm nam hồng công sang rất mạnh liệt lâm hồng rút bảo đao ra thi triển đạt ma bộ người xoay đi mấy vòng như con vỗ. đao phát hồng quang khí thế áp đảo chỉ một chiêu đã chém đứt tất cả đao kiếm của chúng nhân hưng an bảo lúc ấy chợt thấy ở điện môn xuất hiện hồng phát não quái vừa nhìn qua hiện trường nó tức tối nghiến răng nói lại là tiểu tử trời đánh kia hôm nay nhất định bắt ngươi phải nộp mạng lam hồng cười nhạt tay năm năm thanh đồ long đao từ từ đi ra phía điện môn thẳng tới trước mặt hồng phát não quái trông rất đáng sợ hồng phát não quái bất giác lùi lại ngầm vận công sẵn sàng phòng bị lam hồng phất mạnh bảo đao hồng phát não quái lập tức nghênh chiêu chung đối nhún mình một cái thoát khỏi vòng vây phi thân về phía hậu phòng lam hồng đã lạc vào đây một lần nên biết rõ địa hình sau hậu phòng có một chỗ tuyệt phong tiếp giáp với vực sâu vạn trận nếu muốn lấy ít thắng nhiều thì đó là một địa thế rất thuận lợi hồng phát não quái biết bị mắc lừa liền vọt người truy theo phút chốc đã đến tuyệt phong lam hồng quay lại thấy ngoài hồng phát não quái ra còn có thêm hoàng sơn quái khách và lãnh diện công tử cả ba sát cơ đầy mặt mỗi tên cầm binh khí kỳ môn chuẩn bị nuốt sống đối phương Hoàng Sơn quái khách buông một tràng quần tiếng nói Mối thủ ở hồ thông trấn còn chưa phục Chờ ta hôm nay đến giết tiểu tặc ngươi đây Lam Hồng trầm giọng Ai dám lên đây một bước Lập tức rơi xuống tuyệt phong này Hoàng Sơn quái khách cười kha cả mấy tiếng Rồi thi triển Hoàng Sơn tán thủ bước tới Cách chừng hai trưởng lão xuất trưởng Lập tức một đạo kình phong ào ạt ập sang Lam Hồng biết trưởng kinh của đối phương lợi hại Nhưng nếu chỉ cần lùi một bước là tử địa chàng liền nhún mình nhảy vút lên từ trên không nhằm lãnh diện công tử đánh ra một trận hoàng xuân quái khách thấy trong đám quần phong miệt mù không có lam Hồng đâu lại nghe lãnh diện công tử gầm gừ thổ hạ bại tướng dám phóng trưởng vào thiếu gia sao nghe thế đổ biết nam hồng đã dùng kế vây tần cứu việt rồi chàng cười khan một tiếng rồi xuất trưởng đánh sang hoàng sơn quái khách hoàng sơn quái khách lập tức phản chiêu Lam hồng nhanh như chớp tránh sang bên lập tức tiếp tục phát trận nhằm sang hồng phát náo quái hồng phát náo quái bị bồ đề cương khí đẩy lùi một bước trong lúc đó hoàng sơn quái khách xuất hoàng sơn tán thổ đánh sang chỗ nguyên trước đó lam hồng vừa đứng không ngờ chúng vào lãnh diện công tử tiếng này hừ một tiếng trong làn bụi vàng không trông thấy gì nên đánh trả một chiêu thiên năng trưởng chính diện hoàng sơn quái khách hoàng sơn quái khách bất ngờ bị phe mình tập kích thiên năng trưởng làm não thoái lui mấy bước bên này hồng phát Nó quái bị bồ đề cương khí làm trao đảo mới kịp trụ thân lại thấy một thân ảnh nơi mà lam hồng vừa phát trưởng vì não lầm hoàng sơn quái khách là lam hồng nên vội vàng đánh bồi thêm một trận nữa lam hồng cười hô hô mấy tiếng rồi cũng vận công xuất trưởng đánh ập sang bồ đề cương khí phối hợp với trưởng kinh của hồng phát Nó quái tạo thành một hợp lực kinh nhân hoàng sơn quái khách còn chưa trụ vững sau thiên ma trưởng của lãnh diện công tử thì hướng luôn hợp trưởng này hét lên một tiếng kinh hoàng người như một cành củi khô lao thẳng xuống vực sâu vạn trượng hồng phát nó quái đứng ngây người lẩm bẩm hỏng rồi vực này thông đến tận phổ long vương chưa biết chừng đột nhiên lam hồng quát to lão quái ngươi dám hạn độc thủ chính người mình còn quay phép tắc của hưng an bảo ra gì nữa không tức đến thế thì thử hỏi ai còn chịu được hồng phát nó quái bậm môi trận mắt nghiến răng hét lớn các người không nhất tề xông lên băm vào hắn ra còn đứng dưng mắt mà nhìn nữa ư ừ. thế mới là giận cá chém thất vậy nguyên trận đấu đã lôi cuốn chúng nhân của hưng an bảo lại bên tuyệt phong chúng chỉ đứng phía xa nhìn vào nay nghe hồng phát nó quái gian lạnh như thế không dám chậm trễ mười mấy tên xuất binh khí liều mạng công sang tiếng binh khí trưởng phong và tiếng giao hòa tạo thành những âm thanh hỗn độn lam hồng nhún mình nhảy cao mấy trượng đạp nhẹ xuống sau lưng lãnh diện công tử Lãnh diện công tử sau khi uống phải giật hoàn quả hưng an bảo, đầu óc lúc nào cũng mê mê cuồng cuồng Khi Nam Hồng rơi xuống sau lưng hắn vẫn không hề hay biết. Nam Hồng vốn không có ý định giết hắn để cho sau này thiên năng tôn giả tự xử trí tên phản đồ của mình. Chàng chỉ xuất nhạm một luồng bồ đề cương khí vào người hắn. Lãnh diện công tử cảm thấy như bị điện giật theo bản năng đánh lùi lại một trận. Nam Hồng nghiêng người tránh qua, rồi vung đồ long đao hướng sang chúng nhân hưng an bảo đang vây lại quanh một vòng đồng thời xuất trưởng đánh tới trong tiếng gào vang dội cả vách đá mấy tên thuộc hạ của hưng an bảo lại rơi tiếp xuống vực hồng phát náo quái rút trong túi ra một vật gì rồi vung tay ba viên đoạt mệnh ngân liên bay nên không phát nổ lập tức ánh ngân quang tỏa sáng ba đóa sen phát nổ lại tạo nên chín đóa âm hưởng vang lên liên tiếp những đóa sen lấp lánh kỳ dị thay nhau rơi xuống Lam Hồng không dám chậm trễ múa đồ long đao vẽ lên những vòng tròn dày đặc trong đám ngân liên. Hai luồng sáng và trắng tiếp nhau tạo thành muôn ánh hào quang rực rỡ. Một đã sau ánh ngân quang bị ánh hồng quang của ngoạn bảo đao đẩy lùi ba trượng. Hồng phát nó quái hét to một tiếng rồi bước lên một bước. Lại phất mạnh tả thủ bắn ra một luồng bạch lang độc yên cuốn sang phía Lam Hồng rất nhanh. Lam Hồng cả kinh nhảy lùi lại nhưng cả bạch lang độc yên và đoạt mệnh ngân liên vẫn bám sát không rời. Hồng phát não quái sấn tới dồn ép khiến Nam Hồng đã lùi đến sát bên bờ vực thẳm. Chợt có người cao giọng hỏi, hai tử này là ai? Giọng nói đầy uy lực khiến Hồng phát não quái giật mình quay lại. Hưng An Ma Quân đã đứng sau lưng lão, bên cạnh còn có thiếu bảo chủ Ô Anh. Ô Anh trả lời, hắn là kẻ tử thu của bổn bảo, tiểu cậu Lam Hồng đó. Lúc đó Hồng phát não quái lại tiếp tục bước thoái Lam Hồng. Hưng An Ma Quân ra lệnh, dừng tay. Hồng phát nó Quái ngơ ngác một lúc rồi run giọng nói bẩm bảo chủ không thể tha hắn được hưng an ma quân trầm giọng để chờ ta xem hắn là người thế nào đã hồng phát nó quái đành thu đoạt mệnh ngân niên vào bạch lang độc yên lại lập tức lam hồng đứng trầm ổn lại chẳng thấy hưng an ma quân đứng trước mặt chỉ cách hai trượng đang chăm chú nhìn mình từ đầu đến chân nhìn hồi lâu lão mới cởi hỏi ngươi là lam hồng lam hồng múa thanh đao một vòng trả lời đanh thiếp không sai thầy hạ chính là lam hồng xác diện hưng an ma quân lộn nét tử hòa hỏi bằng giọng thân thiết hai tử quê quán ngươi ở đâu lam hồng lắc đầu không biết hưng an ma quân nhíu đôi mày bạc lại hỏi năm nay bao nhiêu tuổi hai mươi mốt hưng an ma quân nghĩ ngợi điều gì rồi gật đầu có vẻ như chấn áp một cảm xúc gì đó lại dịu dàng hỏi có biết phổ mẫu và gia sư không không biết Hương An Ma Quân lộ rõ sự quan hoài nhìn Nam Hồng thêm một lần thật kỹ nữa rồi hỏi. Hai tử ngươi nhất thiết muốn biết những chuyện đó không? Nam Hồng vội vã gật đầu. Chính ta đang rất muốn biết. Hương An Ma Quân cởi nói. Ngươi lại gần đây mấy bước để khỏi lỡ chân rơi xuống vực. Lão hổ khách nói sơ lược cho ngươi biết. Nam Hồng không chút nghi ngờ bước tới trước năm bước. Cách Hương An Ma Quân một trận mới dừng lại. Hương An Ma Quân như đang tìm trong hồi ức Nét mặt tỏ ra bất định cho đến khi Lam Hồng đứng lại xong mới thoáng hiện một nụ cười. Thiếu bảo chủ ô anh và Hồng phát nó quái đứng bên cạnh bỗng nhiên lùi lại mấy bước. Tự hỏi xem bảo chủ đang định dùng thủ pháp gì. Lam Hồng thấy đối phương đứng trầm mặc hồi lâu mà chưa nói ra ra thế của mình nên suốt ruột rục. Hưng An tiện bối bây giờ hãy nói cho vãn bối biết đi. Hưng An ma quân nhếch môi cười. Được ngươi chú ý nghe đây. Rút lại xong thổ dương nên đẩy mạnh ra Một luồng kình phong nổi lên giản giạt Lam Hồng quá bất ngờ Khoảng cách lại quá gần Hưng ăn Ma Quân lại xuất thổ nhanh như chớp Đến khi chàng hiểu ra thì không còn kịp ứng phó nữa Chàng theo bản năng nhún người nhảy vút lên nhưng không thoát khỏi luồng kình phong bị cuốn lùi khỏi vách núi. Chàng còn nghe tiếng cười quái đản của Hưng ăn Ma Quân và giọng nói đắc thắng. Hạ ha, ha, ha. Ai tử xuống đáy vực ngươi tự khắc biết ra thế của mình lam hồng rơi thẳng xuống tuyệt phong sâu thẳm vâng thưa quý vị và các bạn trên đây đã kết thúc phần thứ năm tiểu thuyết thanh đàm tẩy cổ lục tác giả khuyết danh nếu các bạn thấy hay xin hãy vui lòng like chia sẻ đăng ký và ủng hộ cho kênh xin chào tất cả các bạn và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các clip tiếp theo